Ok, tôi kể bạn nghe một cái câu chuyện. Cái này nó không phải là chuyện ma nha anh em nha. Anh em đừng có hiểu nhầm, tôi không kể chuyện ma đâu. Nó gọi là tâm linh một tí thôi. Bà ngoại tôi ngày xưa là, cũng nói thẳng với anh em là một cái người mà rất là mê tín dị đoan. Rất mê tín dị đoan. Những cái nơi làng của tôi á, là nhà tôi á, bây giờ đang ở, ngày xưa là người ta gọi là khu Gò Mung. Cách nhà tôi xuống 100 m là khu nghĩa địa Gò Mung. Các anh em không tin thì các bạn cứ đi hỏi. Và ngoại tôi là cấm tuyệt đối tôi tới khu nghĩa địa Gò Mung này. Con có thể đi đâu cũng đi, con qua nghĩa trang bên kia cũng được, con đi đâu đi, nhưng mà tuyệt đối không xuống cái nghĩa địa Gò Mung này. Thì tôi mới hỏi ngoại là, ủa ngoại ơi, tại sao con đi đâu cũng được mà lại không cho con xuống cái nghĩa địa Gò Mung này? Thì ông bảo là dưới đó ma nhiều lắm, xuống đó là bắt hồn mày đi luôn. Tôi cũng buồn cười, tôi nghĩ là cũng ảo 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 ảo. Tôi bảo là trời, quậy cái hù con hoài, con mà gì lớn rồi không phải cái chuyện nhỏ đâu mà quậy hù con. Xong quậy tôi bảo là có thật, có thật hoài mới nói chứ không phải là không có đâu con, ở trong làng nhiều người bị rồi, quậy không muốn con xuống đó. Thì một cái ngày đẹp trời thì tôi với bốn năm thằng bạn trong làng, thì tôi ngồi tôi chơi với nó, tụi nó, tôi ngồi tôi kể lại cái câu chuyện mà ngoại tôi dặn dò tôi là đừng có xuống cái khu nghĩa địa Gò Mung đó. À, thế là bốn năm ông kéo xuống cái khu nghĩa địa Gò Mung đó coi thử có cái gì. Mà lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên tôi xuống cái khu nghĩa địa luôn các bạn. Bây giờ cái khu đó bây giờ nó như là người ta vậy, người ta đã hốt cốt đi hết rồi anh em hiểu không, người ta hốt cốt đi hết rồi, không có còn là cái khu Gò Mung. Hình như là còn mấy cái mã các bạn, còn 4 năm, còn 4 năm hay 6 cái mã gì ở dưới đó thôi. Anh em xuống dưới nghĩa địa Gò Mung là anh em sẽ biết. Mà cái đợt đó tôi xuống là nó rất, còn rất là nhiều mã. Thì là tôi đi xuống đó các bạn, tôi với 4 5 ông nữa đi xuống dưới đó. Ban đầu tôi cũng sợ các bạn, ban đầu tôi rất là sợ nha anh em nha. Cái đường vô nghĩa địa Gò Mung á, nó có một cái đường luồng nhỏ mà chỉ đi xe đạp mới đi vào được thôi, hoặc đi bộ sẽ đi vào được thôi, chứ không bao giờ mà đi được ô tô hay này kia cái nọ hay là. Mà với lại cái thời điểm xưa đó, kiếm cả cái đất Ninh Thuận ra chưa có một chiếc ô tô, nó thật với các bạn luôn, không có ô tô đâu, không có ô tô đâu các bạn. Mà người ta chôn, mà thời điểm mà chôn ở nghĩa địa Gò Mung đó là chôn bằng cổ, không là cổ bò, nó kéo hòm xuống tới cái đầu cái đường vô nghĩa địa. Sau đó là bắt đầu mấy ông tỳ á, đạo tỳ á, ông bưng cái hòm nó vô cái đường đó anh em hiểu không, là chỉ đủ 2 người bưng thôi, nhiều lúc 2 người bưng không nổi, cái cây dài xỏ qua đó, một người trước một người sau đó, cứ đi từ 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 vô cái khu nghĩa địa đó. Bắt đầu tôi đi xuống khu nghĩa địa đó các bạn, tôi mới hiểu lý do vì sao mà bà ngoại tôi không cho tôi xuống đó. Khi mà tôi bước vô đó là tôi lạnh người liền, tôi nổi da gà, mà không chỉ là một mình tôi đâu, ba thằng bạn thân của tôi cũng nổi da gà y nguyên luôn. Mà nguyên một cái khu nghĩa địa đó không có một tấm bia các bạn, không có một tấm bia, toàn là đắp bùn lên á anh em, đắp bùn lên từng ụ từng ụ từng ụ từng ụ, chống thêm một cái tấm cây hay một tấm dán gì vô ngay chỗ cái ụ đó, không có bia, không có tên tuổi cái gì hết trơn á. Mà lúc giờ tôi đi vô đó là 5 giờ chiều các bạn, 5 giờ chiều khi mà vô tới cái nghĩa địa, từ cái chỗ mà cái cổng mà đi vô trong đó là chỉ có vài trăm mét thôi, đường luồng, cái đường luồng nhà tôi đi xuống đó chỉ cao lắm cái cây, có cây số là tới à. Thì bắt đầu tôi đi vô thì thằng Quý Định nó hỏi tôi là mày có bị nổi da gà hay không, tôi bảo là tao có nổi da gà, mày coi nè, tôi đưa tay ra mà tôi kể cho anh em nghe, tôi nổi da gà các bạn. Tôi đưa ra mà xong hỏi hai kia, không hai kia đúng, hai kia tỉnh, ba thằng bạn tôi, bốn thằng nữa, tôi là năm, tôi là năm các bạn, mà ba thằng kia nó đúng tỉnh các bạn, ba thằng kia nó không bị gì hết á, chỉ có tôi với thằng Định là bị nổi da gà thôi. Thì tụi tôi đi vòng 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 ở cái mã, thì tụi tôi thấy là những cái miếng bánh cúng người ta cúng vẫn còn sót lại các bạn hiểu không, cái bánh cúng người ta cúng ở đó còn sót lại á. Thì bắt đầu tụi tôi lụm, tụi tôi ngồi, tụi tôi lột, tụi ăn. Thì thằng Quý Định nó hỏi với tôi là bảo là ủa sao trong nghĩa trang này, trong cái nghĩa địa này không có chỗ nào, không có người nào mà có tên tuổi gì hết, trời quái trời, vô lý thiệt, tôi cũng không biết luôn. Bắt đầu là tôi chạy về, xong rồi bắt đầu về các bạn, về lúc lúc mà đi ra khỏi khu đó là nó hết nổi da gà, da gà là bình thường luôn.
Xong giờ tôi hỏi, tôi nói với bà ngoại tôi. Tôi vào hỏi ngoại tôi bảo là ngoại ơi con mới xuống khu nghỉ địa Gò Mung á. Xong rồi mặt bà ngoại tôi giận anh em không? Nói trời tao quỷ, mày xuống đó làm chi? Ngoại dặn con là đừng có xuống đó mà con xuống nó làm cái gì? Chứ con đi với mấy bạn xuống không có sao đâu ngoại ơi, trời dưới đó có cái gì đâu. Xong con hỏi ngoại, hỏi ngoại cái này cái. Ồ ngoại ơi sao mà ở dưới đó người ta không có bia mộ gì hết, toàn là mã người ta đắp bùn lên người ta cắm mấy cây vậy. Xong ngoại tôi mới kể. Ngày xưa cái khu vực đó không phải là cái khu vực nghĩa trang các bạn. Nguyên cái khu vực Gò Mung ở dưới đây là ngày xưa không phải là khu vực nghĩa trang, mà nó là khu dân sinh để cho dân người ta ở các bạn. Nhưng mà Mỹ á, thả một cái bom xuống lẹt đai nguyên một ngôi làng. Sau đó là bắt đầu là cách mạng vô. Cách mạng vô thì dân ở đó không còn nữa, mà không ai nhận ra xét người này người kia. Rồi dân tứ xứ người ta đổ về đây người ta ở. Người ta thấy như thế, người ta lụm hài cốt, người ta bỏ xuống, người ta đắp thành cái mộ bùn. Còn những người mà sau này mới chôn ở cái khu vực nghĩa địa Gò Mung á, là người con phải đi xa ra, tuốt xa nữa, con mới thấy cái bia mộ. Những người mà người ta khiêng hòm vô đó. Còn nguyên khu đó là vẫn chưa ai tới nhận xét hết trơn. Mà nằm đó từ thời mà ngoại tôi còn là thiếu nữ, bây giờ già rồi vẫn chưa ai tới nhận xét. Mà dưới đó đúng linh, mấy bà, mấy số mấy bà mà chuyên gia làm đề ở làng tôi á, chuyên gia xuống đó xin số, mà xin rồi là phải trả. Bà ngoại tôi kể các bạn, xin rồi là phải trả. Ví dụ như là chiều đó trúng đúng không, là phải mang đồ tới cái mã đó để trả. Rất là linh. Mấy người trong làng ở gần gần đó lúc mà chưa giải tỏa, người ta còn nghe được. Đêm đêm nó ngồi nói chuyện đầy quầy mã luôn. Nó ngồi nói chuyện kể lại chuyện ngày xưa rồi rất là nhiều. Hoài tôi nói như thế. Mà tôi thì tôi cũng không tin. Tôi ngày xưa giờ sống theo chủ nghĩa duy vật. Thấy cái gì là mới tin, còn không thấy thì không tin. Có những câu chuyện mà khoa học vẫn chưa chứng minh được. Không, cái này là có thật. Có những câu chuyện mà khoa học vẫn chưa chứng minh được luôn nha các bạn nha. Ví dụ tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện mà ở đối diện nhà tôi luôn, là có hai anh em trong làng đó. Thì một cái đêm, một cái ngày đẹp trời, đi theo mọi người cắm trại ở trên đập Nha Trinh. Ở Phan Rang tôi có cái đập Nha Trinh, là một năm là trên đó là có năm bị ngấm một hai người, có năm có bị ngấm một người. Thì đập Nha Trinh báo giờ là có thằng anh hay thằng em gì đó bị rớt xuống cái đập đó, rớt xuống cái đập Nha Trinh đó đai rồi. Thì bắt đầu là người nhà ở trong làng tôi mới chạy lên trên đó, chạy lên đó mướn nè, cơ động này, thợ lặn này, thợ bơi này, anh em biết không, mướn toàn là những cái người mà gọi là siêu sao về lặn ở trong cái đập Nha Trinh đó, để tìm cái xác của thằng em. Tưởng đâu thằng anh không các bạn, mà ai về thằng em, anh em ai về thằng em đó, kiếm máu luôn, kiếm không ra. Mà anh em biết cái đập Nha Trinh đó nó có tầm hai cái hồ đó, tầm là 150 mét thôi, dùng lưới anh em biết cào qua cào lại cào tới cào lui cũng tìm không ra luôn. Không, tôi biết anh em nghe rồi, tôi biết anh em nghe rồi, tôi biết anh em nghe câu chuyện này rồi, nhưng mà anh em chưa nghe cái khúc này. Rồi thế là bắt đầu cúng kiến này kia, bả mới lên bả cúng kiến, bả theo ông thầy trên đó bả cúng kiến các bạn. Thì cái bữa đêm mà trước khi mà vớt được cái xác thằng này á, là thằng bà kể là thằng con của bà hiện hồn về nói chuyện với bà. Nhưng mà kể nguyên cái làng tôi đâu ai tin đâu, không, cái này thật luôn, mà kể nguyên cái làng tôi không ai tin. Bà bảo là 12 giờ trời mưa âm u, 12 rưỡi trời mưa âm u, nó đứng trước cửa nhà. Nhà bà là thuộc dạng có điều kiện mà, nó đứng trước cửa nhà, đứng ngay cửa sổ, nó kêu bà, mà mặt của nó là bị mất hết gần một nửa rồi, mất gần một nửa bên đây này. Nó kêu bà, nó bảo là mẹ ơi con lạnh quá, mẹ vớt con ơi. Nó sợ luôn anh em. Bà còn kêu ông chồng bà vậy luôn. Mà ông chồng bà là không có tin. Ông chồng bà bảo là bà nhớ con quá, người ta đang vớt ở trên đó, bà cứ yên tâm đi, vài ba ngày nữa là được à. Mà không tin luôn. Bà nhắm mắt không được, bà nhắm mắt mà cái mặt của nó bị ám ảnh trong cái mặt bả, trong trong cái con người bả, hiểu không? Bả nhắm mắt không được luôn, bả cứ đi ra đi vô. Mà bữa đó trời mưa rào thì bả mới đứng ngoài cửa sổ, bả bảo, bả thầm 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 trong bụng bả bảo là Khánh ơi con có thiên á thì về về nói với mẹ ở chỗ nào á, để mẹ cho người vớt con.
mang về mẹ chôn con cho. Nó cứ đứng ngoài cửa, nó cứ bảo là mẹ ơi con lạnh quá mẹ, con lạnh quá, con đau quá mẹ, cá rỉ vô người con đau quá, con lạnh quá. Mà bả thầm trong bụng hỏi là con cứ nói chỗ ơi, con nói chỗ, con đừng hiện ra, con hù mẹ mày sợ, con cứ nói chỗ ơi. Bất kể là nguyên làng mà tôi không ai tin nữa. Thì nó nói là con kẹt dưới gốc đá, cái chân con kẹt dưới gốc đá, con bị trượt xuống từ cái gốc đập nhà trên, cái chân con bị kẹt ở dưới gốc đá, ở dưới đó nó có một cái hõm, cái mặt con đập vô cái thằng đá đó là nó bị nét ở bên phía này. Thì mai bắt đầu bắt lên mới nói với mấy ông thầy là thợ lặn, ông quả cũng cúng kiến ông thầy này kia kia nọ, thì bà nói với mấy ông thợ lặn, mà thợ lặn cũng không tin luôn, thợ lặn cũng không tin các bạn, thợ lặn xác định là không có nha anh em nha, tại vì anh em biết là cái khi mà có con suối mà tẩy trường đập ra trên xuống á, là nó nằm ở khủng đó là nó không có chảy ra được, mà nó có tràn thì tràn ra thôi chứ không có bao giờ mà có người ở dưới đó là nó dớt rất là nhanh, người ta sẽ lấy cái cào người ta cào qua cào lại thôi đó. Cuối cùng là anh em biết sao, ông thợ lặn không đâu có tin. Cái ông thợ lặn đó là ông thợ lặn giỏi nhất, gần như là giỏi nhất ở tỉnh tôi luôn á. Cái ông thợ lặn mà đi dớt xác mà đúng dạng luôn, nó đúng dạng luôn. Ông kêu là trời ơi, tôi cào lứ rồi, bữa giờ tôi cào 3-4 ngày nay rồi mà vẫn không được, mà đâu mà nghe chi mà bà bị sản á, hiểu không? Thế là bắt đầu là bà ngồi bà khóc quá, bà năn nỉ, ông kêu thôi ông xuống ông lại một lần đi, ông cứ tới ngay cái góc mà cái kẹt đá đó, ông còn coi thử coi kỹ là một lần coi, ông lấy lứ ông cào thử một lần coi. Cuối cùng cào xuống thấy rồi, thấy người nó bị dưới nước đó, nó phân nghỉ rồi, đúng ghê. Cuối cùng là lấy xác nó lên, các bạn kéo xác lên, lúc mà cái lúc mà anh em tin không, cái lúc mà ông là chuyên gia mà dớt xác mà từ sông Vinh đổ về á, mà những người mà thứ nhất là này kia kia nọ, hiểu không? Ông chuyên gia là ông đi dớt, nhưng mà ông gặp xác này ông sợ luôn, ông sợ luôn mà các bạn. Ông vừa gặp nó thôi bung lên luôn mà, ông gặp nó bung lên, ông bung lên, ông la lên, gặp rồi, xong rồi bắt đầu là ông mới nói là thôi cho cái đội đặc công, đội đặc công mà bơi á xuống dớt đi, ông không dám dớt, ông nhìn ghê quá, tại vì ông nhìn thấy nó bấy nhầy quá nè, mà ông ghê quá, ông kêu thôi không dám dớt, thường thường là người ta sình lên thôi, còn này nó bấy nhầy. Bắt đầu là đội đặc công xuống dớt cái lên thì đem về làng tôi. Lúc mà thời tôi còn nhỏ mà bà ngoại tôi cũng không cho qua coi luôn, tại vì bà nói là những người mà bị mất ở dưới nước á là thường thường là hạp tuổi là nó kéo đi hả, thế là bà cũng không cho coi. Nhưng mà tôi cũng lén lén qua, tôi dở ra cho tôi muốn ói luôn này, mà nhìn ghê đó. Cho nên là cái câu chuyện mà các bạn bảo là có những cái câu chuyện mà khoa học chứng minh, thì thật ra là nếu mà con bà không nói với bà thì làm sao mà biết được đúng cái địa chỉ như thế, đúng không? Làm sao mà biết được đúng cái địa chỉ như thế. Còn có những cái vụ án mà tôi kể các bạn nghe, có thật luôn nha anh em nha, có thật luôn. Vụ án mà dường như là nó đã đi vào dĩ vãng rồi. Không biết là thôi, những cái vụ án đó chắc tôi nghĩ là chắc anh em biết rồi. Cái vụ án bà bán ve chai, cái vụ án mà hành trình phán anh em coi chưa? Cái vụ án có Phan Rang tôi luôn. Vụ án bà bán ve chai các bạn, thằng đó ở trại giam Sông Cái, nó đi án trộm cướp, nó đi 12 năm nhưng mà vô tù nó chịu không nổi, bà đi ngồi về bà hù nó chịu không nổi, bà đi thì nó suốt ngày luôn, đi ăn đi uống gì á nó ngồi, bà ngồi trước mặt nó, mà mỗi ngày là một khuôn mặt nha, nó sảng mà nó ngồi nó kể các bạn, nó sảng mà nó ngồi nó sợ quá mà anh em tin không, nó sợ quá mà nó ngồi nó kể. Nó kể với mấy anh tù bảo là thằng này nó ngáo chơi đồ quá, thằng này nó ngáo, cái đầu nó bị gọi là bị sản anh em hiểu không, bị sản. Nhưng mà thực ra là có thật luôn, nếu mà có một ông tự giác mà ông không tin á, là có một ông tự giác ông tin, ông mới đi kể lại bên trực ban. Cái thằng này á anh em biết sao, mỗi lần ra đồng làm á là nó ngồi nó giả đi giả khùng, các bạn. Nó không có làm mà nó ngồi nó cứ sợ không, mà cứ gặp bà, ôi trời sao bà đi theo tôi hoài vậy, tôi có làm gì bà đâu, nó cứ ngồi nó nói gì không các bạn. Thì mấy thằng tù á là nó ghét, nó bảo là thằng này giả đi giả khùng, mới chuyển qua đội đồng mà nó không chịu làm. Thằng đội trưởng đội đồng nó bảo mày giả khùng không, mày giả khùng hả, đi ra làm. Thì nó không có làm các bạn, nó bảo không phải anh à, em không làm được, bà cứ đứng trước mặt em hoài em không làm được. Xong bắt đầu là ông này bảo thằng nào đứng trước mặt mày, bà nào. Chứ trời, bà đứng trước mặt em cả, bà ghê quá nè, em không làm được, bà cứ đi theo em hoài á. Nó bắt đầu là thằng đội trưởng nó kêu đội trưởng đội đồng á, ở tù á, tù nó bảo là tụi mày lấy cái chứng cứ ra tao,
lấy những con chó anh em hiểu không, có ỉ á, bắt đầu nó bỏ vô trong cái chén, nó bảo là mày khùng hả, mày khùng ăn hết chén cất chó tao cho mày nghỉ làm, mày ăn hết chén cất chó này đi tao mới cho mày nghỉ làm, từ đây về sau á mày chỉ làm khâu mà cái đội gọi là đi vào đập đập điều rồi thôi. Nó cầm chén cất chó lên ăn hết luôn các bạn. Bạn cái đứng trước mặt nó cứ với lòng ra đồng hay là đi vào bếp ăn là gặp, cứ ra đồng vào bếp ăn là gặp. Nó không chịu xuống bếp ăn luôn, nó cũng không chịu xuống bếp ăn luôn. Lạy cụ thật, có thật luôn mà em, có thật luôn mà các bạn đó. Rồi bắt đầu là bữa đó là nó ngồi các bạn, bữa đó nó ngồi ở ngoài vườn, bữa đó là nó đi án là 12 năm mà nó đi được 3 năm mấy rồi, thì nó riêng cái bếp ăn á, là người ta sẽ đem đồ ăn lên rồi nó ăn xong rồi chén bát nó rửa luôn, nó chén bát nó rửa hết cho người ta luôn, rồi nó không ra đồng, nó ngồi ở nhà đập điều thôi, chứ riêng ra đồng và vô bếp ăn là gặp bả. Thì cái bữa đó là như là ngày rằm hay ngày gì các bạn, giống nó giống như là bị sản vậy anh em, nó ngồi hoài cái lúa ho, thì đi gặp cái ông tự giác, ông đang cắt ho các bạn hiểu không, thì nó ngồi nó kể lại cái ông tự giác, nó bảo là em đi vô đây mà em gặp ma mà nó không ai tin. Thì ông tự giác ông cừ, tự giác cũng là tù nha anh em nha, nhưng mà gần người ta gần gần về rồi cho nên là được tự do một xí. Thì ông tự giác ông cừ, ông bảo là ma quỷ như thế nào mày kể tao nghe coi. Xong bắt đầu thằng quỷ này nó ngồi đi kể lại các bạn, thằng quỷ này nó ngồi đi kể lại là nó bảo là ngày xưa là trước khi xảy ra vụ cướp là em đã từng này kia cái nọ mà bán cái chai, em chôn ở cái vườn chuối đó, mà lâu lắm rồi mà tự nhiên bà cứ hiện hồn về bà báo cho em hoài, bà hiện hồn về bà báo cho em hoài các bạn. Cảm ơn Vi nhiều nha. Thì bắt đầu là thằng tự giác này nó mới đi bến lẻo, tại vì nếu mà nó không bến lẻo thì sau này mà có chuyện này thật thật sự thì nó bị tăng án các bạn, thì nó mới đi báo lại ông trưởng ban gì đây. Thì ông trưởng ban ông mới lật ra cái vụ sơ vụ án này, xem thử cái chỗ nào có chỗ đó mất tích cái bà hàng rong này kia nọ hay là bà đi lượm ve chai hay không đấy. Thế là bắt đầu lòi ra là cái bà hàng rong, lòi ra luôn, nó chôn ngay, bắt đầu là lòi ra cái bà đó mất tích thiệt. Thì ông này ông mới alo cho bên phía công an dưới đó lên đấy, lụm đầu thằng này lên hỏi là chỗ nào mày chỉ. Thằng này nó bắt đầu nó cũng chỉ các bạn, nó dẫn đi này kia cái nọ, mà cuối cùng là anh em biết sao không, cái chỗ mà cái bà mà đó lúc mà nó chôn á là bụi chuối, là nguyên một cái vườn chuối luôn, nhưng mà khi mà tới lại á thì nó không phải là vườn chuối, không phải đèn cho anh em, cái lúc mà tới lại á thì không phải là vườn chuối. mà không không hiểu vì sao mà tự nhiên khi mà đi tới chỗ đó nó bị gọi là nó bị man anh em biết không, nó đi vòng 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 chỗ đó nó kiếm các bạn, nó kiếm rất là lâu, nó đi cái vòng nó kiếm các bạn, kiếm lại cái chỗ mà ngày xưa mà nó đã chôn bả. Nhưng mà anh em biết vì sao mà nó kiếm được không hả, nó đau bụng ỉ anh em à, nó đau bụng bụng ỉ xong rồi bắt đầu nó kêu là cho nó đi cầu, bắt đầu là có một người dẫn nó đi cầu các bạn, nó tới chỗ đó tự nhiên là người nó nổi da gà, nó lạnh tóc gáy lên, bắt đầu nó nhìn lại thì nó bảo là tôi chôn chỗ này này, đào lên thấy luôn, có thật luôn mà các bạn, vụ án đó hồi bị nổi tiếng luôn, nhiều vụ lắm, có nhiều vụ mà tôi cũng đọc cái vụ bên Pháp á, cái vụ mà bên Pháp á, cái vụ đó mới bí ẩn, anh em lên mạng anh em search là những cái vụ án mà không bao giờ có lời giải, cái vụ án không bao giờ có lời giải, tôi kể các bạn nghe cái câu chuyện tiếp theo là cái vụ án không bao giờ có lời giải, cái vụ án này rất nổi tiếng của bên Pháp, dường như là nó chìm vào trong quên lãng rồi. À, thì cái câu chuyện nó xuất phát từ một cái gia đình nọ, người chồng rất yêu thương vợ, mà cái bà vợ này bà có một cái tính đó là bà lại thích đi tập gym, tập gọi là thể dục thể thao thể hình gì đấy, thường thường người ta gọi là tập gym đúng không. Ông chồng thì đi làm bên văn phòng, thì bà vợ này bà mới đi tập gym thì bà quen một cái thằng trai trẻ, cái thằng trai trẻ nó chuyên gia nó đào tiền của bả, xong rồi nó lụm bả, xong rồi nó lấy tiền, nó lụm bả xong nó lấy tiền, thì bả cũng rất thương nó các bạn, bả rất là thương nó, bả thương thật lòng nha anh em nha. Còn cái chuyện thằng trai trẻ đó có thương bả hay không thì không có biết. Thì vào một cái ngày đẹp trời thì hai người đang ngủ ở trong phòng, thì cái thằng trai trẻ nó thỏ thẻ trong tay của bả, nó bảo là thôi bà về bà
lụm thằng chồng bà đi. Rồi tôi với bà cưới nhau, mà trong khi đó là bả với người chồng là có hai người con rồi. Hai người con hiện tại đang học ở đại học ở thành phố rất là lớn luôn. Mà cái vụ án này hơi bị chấn động. Thì bà này ban đầu bà khóc, bà không suy nghĩ là sẽ về này kia kia nọ chồng bả đâu. Anh em hiểu không? Thì đến một ngày ở đó chồng bả xin nghi ra là tại sao bà này mới đi giờ thất thường này kia kia nọ. Chồng bả kiểm tra lại cái lịch trình đi của bả tập gym này kia kia nọ, thì chồng bả phát hiện ra là bả quen cái thằng đó. Chồng bả mới về chửi bả. À, câu chuyện nó vẫn chưa bí hiểm đâu, nó vẫn là một vụ án thôi anh em hiểu không? Chút xíu nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe lý do vì sao nó là vụ án mà gọi là chấn động luôn. Tôi kể các bạn xong rồi. Ông chồng ông mới phát hiện ra là cái ông này, cô nhỏ này, bà này hú hí với thằng kia. Thì ông chồng bà cũng thương vợ tại vì hai mụn con rồi. Ông chồng ông cũng thương vợ. Thì ông chồng nói là thôi thì tôi cũng biết rồi, bà bỏ đi, về với gia đình. Với lại tôi với bà cũng lớn tuổi rồi, cũng năm mươi mấy rồi, để con cái nó biết nó không buồn. Giờ nó học thành phố mà nó nghe tin thế này nó cũng buồn. Thì bà cũng gật gù, nhưng mà bà bỏ không được anh em. Ăn quen thì nhịn thì không quen, bà bỏ không có được. À, thế là bà sinh ra một cái tư tưởng là phải thích ông chồng này. Tôi kể các bạn nghe. Cái bữa đó là thường ngày là bà đi chợ bà nấu ăn, mà bữa đó ông chồng không nghi các bạn, bữa đó ông chồng không nghi. Thì sau khi mà lật lại vụ án thì người ta làm lại thành một cái câu chuyện đó, các bạn hiểu không? Người ta làm lại cái câu chuyện này. Thì bữa đó ông chồng ông nghi rồi, ông nghi là bà này bả đầu độc ổng rồi các bạn. Thì ông mới lấy đồ ăn, ông mới bà để bà nấu sẵn đồ ăn bà để ở nhà. Bà đi tập gym thì ông chồng này ông về, ông thấy đồ ăn đó thì ông nghi rồi, ông nghi là trong đồ ăn là có này kia nọ rồi. Thì ông mới lấy một chút đồ ăn ra, ông cho con chó ở trong nhà ăn thử xem nó như thế nào. Thì con chó nó ăn xong rồi nó vẫn đi bình thường các bạn, xong rồi nó nằm nó ngủ. À, ông ngồi ông coi con chó tầm tầm 30 phút tới 40 phút các bạn. Thì con chó nó ăn vô xong nó ngủ xong rồi nó dậy nó vẫn đi tiếp bình thường luôn, không sao hết. Thì ông nghĩ là thôi mình đa nghi quá rồi, thì bắt đầu ông ăn vô các bạn. Ông ăn vô thì bắt đầu ông ngủ. Ông ăn vô ông ngủ. Bà vợ bà mở camera trong điện thoại, bà thấy ông chồng ngủ rồi thì bà về các bạn. Bà về anh em biết làm gì không? Tôi đố anh em nghĩ ra luôn. Mức độ mà nó dã man luôn. Anh em chắc cái vụ Bình Dương anh em biết luôn không? Anh đố anh em làm gì luôn. Thì trong nhà bà có cái máy xay thịt. Sau khi mà ông ngủ say rồi, ông bị dính thuốc mê rồi anh em biết không? Bà về bà tiêm vô hai mũi thuốc mê nữa. Bà lấy bây giờ phải diễn tả thế nào ta, bả này kia kia nọ ra từng khúc 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 như này các bạn, khúc 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 như này đó. Này có phim con mèo cái không em ơi, không không xong bà róc ra bà bỏ vô máy xay các bạn, bà bỏ vô máy xay đó. Bà đổ xuống nhà cầu bà dạo 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 dạo, nhưng mà bà xay từ 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 nha, nó diễn giả. Nhưng mà tôi nói anh em là điều tra gần mười mấy năm trời không có lời giải luôn, không có lời giải luôn các bạn, anh em tin không? Bà róc ra hết rồi đúng không, bà bỏ vô máy xay thịt á, bà xay diễn ra, bà bỏ vô nhà cầu bà vợ. Còn cái xương á, em biết làm gì không? Bà bỏ vô cái ụ bê tông đó, bà bỏ vô cái ụ bê tông biết không, là bà bỏ vô thùng bê tông á, bà đổ bê tông lại, bà quăng xuống dưới hồ, cái hồ sau lưng nhà bà. Thì một thời gian dài á là ông chồng mất tích, thì bà mới báo lại cho con của bà, là bảo là chồng đi đâu mà không thấy về. Thì mấy đứa con mới lật đật ở thành phố mới chạy về tìm kiếm. Thì qua xác minh này kia kia nọ, qua xác minh này kia kia nọ mà camera bị xóa sạch luôn, không có dấu vết gì luôn. Mà bà cũng có bằng chứng ngoại phạm luôn anh em, bà cũng có bằng chứng ngoại phạm luôn, camera bị xóa sạch luôn, không biết lý do vì sao mà ông chồng đi luôn. Mà trước khi đó là ông chồng cũng cũng quen một con nhỏ nữa anh em, ông chồng ông ở công ty cũng quen một con nhỏ nữa, mới vậy đạn chứ điều tra con nhỏ kia cũng không ra luôn. Ông ăn chả bà anh em, tưởng đâu ông cũng đàng hoàng lịch sự này kia cái nọ, cuối cùng ông lụm con nhỏ cái toán của ông nữa. Anh ơi anh có quán bà anh à? Không em ơi, không em ơi, em hỏi cái việc vấn đề đó làm gì em ơi, anh đang nói chuyện với anh em nè. Thì cái vụ án đó người ta điều tra là tới bế tắc rồi, tới đường cùng rồi. Rồi tôi kể các bạn nghe, sau một thời gian dài thiệt là dài luôn, bả mới trải qua cũng rất nhiều mối tình. Và những cái thằng sau này, mà những cái thằng mà đi mà gọi là
những cái thằng mà quen Bảo một thời gian là cuối cùng nó cũng mất tích, giống cái thằng chồng, giống cái thằng mà trai trẻ này kia nó cũng mất tích, nó có trang trọng luôn. Mà mười mấy năm trời rồi người ta điều tra không ra là không ra luôn các bạn. Thì vào cái ngày cưới của cái thằng con của bả các bạn, vào ngày cưới của thằng con của bả, cái buổi tối đó thì nó với con vợ của nó mới đi ra, đi xuống từ trên nhà nó, đi xuống một cái con đường, một cái con đường thì một con đường mà để đi xuống gọi là cái trung tâm thương mại gì á, thì cái thằng này gặp lại cha của nó. Ủa thế mới đọc anh em tôi đâu, thằng này gặp lại cha của nó, mà cha của nó chết đây mười mấy năm rồi, mà cuối cùng thằng này gặp lại cha của nó, bất kinh hồn chứ. Dường như là mọi chuyện nó đi vào bế tắc rồi, là coi như là người ta gác lại hồ sơ rồi, mà trong khi đó là thằng này nó đi với con vợ nó mà mới cưới á, là ngày hôm đó cưới á, là cưới xong rồi á, là đi xuống chỗ trung tâm thương mại á, là gặp thằng cha của nó, gặp cha đứng bên đường đang quắt xe, thì nó gặp một bóng dáng giống cha nó thôi chứ không phải là cha nó, thì nó mới dí theo cái xe đó, nó dí theo cái xe đó, nó mới chạy lên xe luôn. Thì gặp ông ấy ngồi đó mà tóc tai này kia cái nọ thì cũng già hơn đi, thì phải là cha của nó mà nó mới nhận ra chứ, làm sao mà nó không nhận ra các bạn, nó bị overthinking chứ làm sao mà nó không nhận ra cha của nó. Thế là bắt đầu nó vào, nó hỏi ủa cha đi đâu mà mười mấy năm trời rồi sao không về nhà đám cưới con cũng không về làm sao, thì mới giận này kia nọ. Mà trong khi đó nó nói cái gì á ông không trả lời đó, nó nói cái gì ông không trả lời luôn các bạn, ông chỉ ngồi đó, ông ngồi nghe thôi, giống như là ông bị điếc vậy các bạn. Thì thằng này nó cũng không hiểu lý do vì sao, thế là nó đi theo ổng xem ổng đi đâu. Thì khi mà tới cái trạm xe buýt mà chó dừng chân cuối cái ngôi làng đó, có một cái nhà, thì bắt đầu ổng bước xuống, ổng vô cái nhà đó, ổng vô cái nhà đó rồi bắt đầu ổng, trong đó cũng có một gia đình, cũng có một vợ và cũng có con, mà ổng biết ổng là cái gì trong cái nhà đó. Thế mà nó đi theo ổng luôn á, em đi theo ổng tới cái nhà đó, rồi đi về nó nói chuyện với bà mẹ của ổng, nó về nói chuyện với bà mẹ của ổng. Nó về nói chuyện với bà mẹ của nó các bạn, là bà vợ của ổng, bà vợ ổng giật mình. Nó về nói chuyện với bà vợ thì bà vợ giật mình. Thì bà nghĩ là ngày xưa là đã lụm ổng rồi mà sao mà giờ này vẫn còn thấy ổng trong cái nhà đó được. Thì thế là bà mới xin cái địa chỉ để bà qua thử, bà kiếm thử ông này. À, thì bà qua, bà lén lén ở ngoài, bà nhìn vào thì xác định là ổng thật. Xác định là ổng thật các bạn. Thì bà nội này bắt đầu bà ra cái hồ, bà mới xuống lại, bà coi, bà nhìn thử coi thử là còn cái ổ bê tông đó hay không. Bà coi thử, nhìn còn thử cái ổ bê tông mà ngày xưa bà bỏ cái cốt trong cái ổ bê tông, bà đổ bê tông bà bỏ xuống hồ đó các bạn. Thì cuối cùng là không có thấy cái cốt bê tông ở đâu đó anh em à. Không thấy cái cốt bê tông ở đâu hết. Mà vụ đó hơi bị hấp dẫn. Bị cái gì mà anh em nghe được thì nghe, còn không nghe được thì thôi chứ. Tôi ngồi tôi kể anh em cho vui, anh em bảo tôi bị thế không ở đâu. Nghe được không? Tôi kể tiếp nè. Thì khi mà bà vào ngôi nhà này thì bà không thấy cái gì hết trơn á. Mà bà thấy màn nhện đồ đóng này kia kia nọ đấy. Là một cái nơi mà không dành cho người ở, các bạn hiểu không? Nó là một cái nơi mà gọi là rất là u ám luôn. Bà tìm vòng vòng bà tìm quần áo thử có có không. Cuối cùng cũng không có quần, không có áo luôn các bạn. Xong bà về nhà lại. Bà cứ nằm, bà thổn thức, lúc nào bà cũng nhìn thấy cái mặt ông chồng hiện ra bên người của bà hết trơn á. Bà nằm bà thổn thức. Rồi bắt đầu bà đi nói với con bà. Bà đi nói với con bà là bà qua cái địa chỉ bên đó rồi, nhưng mà bà không gặp ông chồng. Không biết lý do vì sao. Thì buổi tối đó là con bà với bà qua cái nhà đó, đứng ngoài nhìn vào thì thấy ánh đèn. Thấy ánh đèn trong cái nhà đó các bạn. Mà câu chuyện này bên Pháp nha anh em nha, chứ không phải là Việt Nam. Nhưng mà tôi bị ra cho anh em nghe thôi. Anh em nghe được thì nghe, không nghe được thôi. Lướt qua các bạn. Thì bà với thằng con bà đi vô trong đứng về cửa nhà thì nhìn vào thấy ánh đèn, cũng thấy bóng người, thấy có một người đàn ông rồi cũng ngồi dỗ dành những đứa nhỏ đồ này kia cái nọ, cũng ngồi vậy các bạn. Thì bà mới liều mình rồi bà xông vô, bà bật cái cửa vô các bạn, bật cửa vô thì không thấy người. Thằng con bà thì cũng xác nhận với bà là lúc mà bên ngoài thì thấy, mà nhưng bật cửa vô thì không có thấy. Thế là 22 thằng con nó cũng xin nghi, các bạn. Thằng con nó xin nghi, bắt đầu nó đi lên nó báo công an. Báo là cha nó bị mất tích mười mấy năm trời, là sau khi phát hiện ra là cha đã ở cái nhà đó các bạn. Công an người ta bảo là cái nhà đó là không có người. Cái nhà đó là ngày xưa giờ là nó là nhà hoang và nó không có người các bạn. Thì một thời gian dài bà nằm bà bị sang chấn tâm lý này kia cái nọ, thì bà mới lên trên đường công an là bà tự thú.
Ở tôi kể em nghe, bà lên đồn công an bà tự thú nha anh em nha, bà lên đồn công an bà tự thú. Thì công an mới lật lại hồ sơ vụ án, mới xuống cái hồ sau lưng nhà bà, mới vớt lên được là ba cái hòm đó. Giống như là bà kể là bà lụm bốn người nhưng mà thực ra là chỉ có ba cái hòm thôi. Thì cái ngày mà bà ra đầu thú á, là bà dắt bà về á, là thằng chồng bà đi đi về luôn, thằng chồng bà là đi về nhà luôn các bạn. Cuối cùng là thằng chồng bà không có đai. Là cái ngày mà bà lụm cái thằng đầu tiên là bà lụm thằng bồ nhí của bà bị gọi là tâm thần phân liệt, anh em hiểu không? Bà bị tâm thần phân liệt mà không hiểu lý do vì sao thằng con bà bị cái gen di truyền giống như bà luôn, bị tâm thần phân liệt là bị hai trạng thái sống trong một cơ thể. Mới phải lòng mà cái vụ án nó không có lời giải luôn các bạn, mà nó dựng thành phim luôn á. Thằng chồng bà là quen con thư ký, cuối cùng là có hai đứa con nhưng mà ở chỗ khác chứ không phải là ở cái nhà đó. Sau khi bà ra đầu thú á, là bà ra đầu thú thì thằng chồng bà về, thằng chồng bà kể lại mọi câu chuyện đồ, nó là người xóa camera luôn. Thằng chồng bà là người khi mà coi camera bà lóc thằng kia á, bà bỏ vô máy xay á, là thằng chồng bà là người xóa gọn camera đó. Nói chung là còn giữ lại một chút tình cảm để cho, tại vì ông chồng sống với bà quá lâu để biết bà là mỗi người bị tâm thần phân liệt á, em hiểu không? Rồi sao bác lại biết? Thì tôi đọc được anh em, đọc tôi ngồi tôi nghe những cái câu chuyện nó dựng thành những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải á. Tôi ngồi tôi nghe đọc. Nhưng mà câu chuyện đó là có thật đó anh em à. Câu chuyện đó là bên Pháp có thật luôn. Không biết là nó có bóc phế hay không, nhà văn có bóc phế hay không, nhưng mà câu chuyện đó có thật. Còn thêm một câu chuyện này nữa bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc nha anh em nha. Anh em không tin thì anh em cứ lên đó mà coi. Câu chuyện này bên Trung Quốc. Cái con người mẫu này nó rất là nổi tiếng luôn. Nó nổi tiếng dường như là nhất nhì ở trong showbiz Trung Quốc thời điểm đó. Thì nó quen một cái thằng gọi là nhân viên quèn ở trong một cái công ty, không biết lý do vì sao mà nó thích cái thằng nhân viên này, mà cái thằng nhân viên này nó có vợ có con rồi. Thế là bắt đầu là hai đứa xảy ra gọi là mối quan hệ bất chính, nó ngồi luôn. Một ngày đẹp trời thì con vợ nó biết được cái thằng này đang quen cái con nhỏ người mẫu nổi tiếng, bắt đầu là nó tống tiền các bạn. Nó tống tiền, nó nói với thằng chồng là bây giờ nó vẫn cho phép quen con nhỏ người mẫu nhưng mà phải đưa tiền cho nó, một số tiền rất là lớn để cho nó nuôi vợ nuôi con, để cho nó nuôi con nó. Thằng chồng nó cũng ok, thì thằng chồng nó đi nói là con người người mẫu đó, thì con người mẫu nó không chịu. Thì con người mẫu đó nó sinh ra một cái gọi là một cái trạng thái là phải quất con nhỏ này, con của anh thì để em nuôi, còn phải quất con nhỏ này. Thì con nhỏ này là quê ở đâu, Tứ Xuyên hay là ở đâu không biết, quê ở Tứ Xuyên hay ở đâu cũng không biết, cũng tôi lâu đọc lâu rồi tôi quên rồi các bạn. Thì thằng chồng về, bữa đó là thằng chồng về nhà, thằng chồng mới ra tay là hốt con nhỏ này, hốt con vợ nó các bạn, mà dã man lắm, hốt nhau dã man lắm các bạn. Xong rồi bắt đầu là nó cũng làm theo cái cách đó, nó cũng lấy hết lòng đồ này kia cái nọ, nó quăng ở mỗi chỗ một nơi, nó đi xe các bạn, nó quăng mỗi chỗ một nơi, mỗi chỗ một nơi, mỗi chỗ một nơi. Thì nó báo về với làng Tứ Xuyên ơi, Tứ Xuyên gì của nhà vợ con nhỏ này là con nhỏ này mất tích được một tuần rồi. Cái vụ án đó là điều tra gần mười mấy năm trời cũng không phát hiện dấu vết gì luôn. Nhưng mà cái bà mẹ á, từ ngày mà con gái bà mất á, là bà không bao giờ lên thăm cháu luôn. Chỉ có cháu về quê thăm bà thôi. Sau này là con đó lớn á, là về quê thăm bà thôi, chứ bà không bao giờ lên lên thăm thằng này. Tại vì bà nghĩ là con gái của bà là có vấn đề. Anh em hiểu không? Thì cái bữa đó là cái ngày hình như là cái ngày gì mà ở Trung Quốc người ta có một cái ngày mà gọi là thu hoạch mà được trúng trúng mùa á, là bắt đầu là đãi cho cả làng ăn luôn, làm hai ba con heo hay là làm hai ba con trâu á đãi cho cả làng ăn. Đó là cái ngày đó các bạn. Thì tầm 11 giờ đêm á là con nhỏ này nó về, con nhỏ này nó về, nó đứng trước cái cửa nhà bả, nó kêu bả. Bà mới đi ra, mà đúng cái ngày đó thôi, không biết là cái ngày gì. Bà mới đi ra, thì bắt đầu nó kể lại toàn bộ cái câu chuyện mà nó bị ám ức mười mấy năm trời á, mà hôm nay nó mới nói được. Thì bà hỏi lý do vì sao mười mấy năm trời mà con không chịu về nói, mà hôm nay con mới về nói. Thì nó bảo là cái căn nhà mà ngày xưa, cái thi thể của con mà nằm ở bên dưới đó, là lúc đó là nhà của con ở.
bây giờ nó bán lại cho người khác rồi, người ta đập ra, người ta đào móng lên, người ta mới phát hiện ra là cái những cái xương của con và những cái này kia kia nọ, thì cái linh hồn con mới được siêu thoát, con mới cố gắng con về quê để con báo cho mẹ. À, thế là bà mẹ mới chạy lên báo công an. À, con này con cái này cái là có thiệt luôn nha anh em nha, cái này cái không biết là bên Trung Quốc nó có lá không nhưng mà cũng nằm trong cái bộ truyện đó luôn. À, thì bắt đầu là bà mẹ mới chạy lên báo công an, thì công an người ta không có tin các bạn, công an người ta bảo là mười mấy năm trời rồi làm sao mà có cái chuyện như vậy được, công an người ta không có tin, công an người ta không tin rồi bả cái năn nỉ bả ngồi cứ hết bả ngồi bả dán cái băng rôn, nó có bả dán cái băng rôn, bả kéo băng rôn qua trước cái đồn công an á, bả bảo con bả chết on này kia cái nọ, bả dán qua trước cái đồn công an á, ngày nào bả lên bả lăn lê bò trường cho con đồn công an, người ta chịu không có nổi, người ta bảo là thôi để tôi đi xác minh. Thì bắt đầu là ông sếp ông có cho một cái người qua cái được qua cái chỗ mà cái nhà cũ á xác minh, thì bắt đầu ông chủ cũ ông bảo là có bữa trước là khi mà đào cái móng lên là thấy hai ba cái khúc xương gì đó, là tụi nó xương chó à, xương cái động vật, thì ông mới quăng ở dưới ở bên ổ rì sông ở bên đây nè, ở quăng ở đây nè, qua đó kiếm, thì công an người ta mới nhận được cái đầu mối đó, hiểu không, thì mới cho người lặn xuống ở dưới cái rì sông đó để lấy cái xương lên, bắt đầu xét nghiệm ADN thì xác định là xương người. À, rồi bắt đầu công an mới ngồi nghe lại những cái câu chuyện mà của bà kể lại, thì bà cũng kể con gái bà về luôn, nói cũng cũng kể là đầu đuôi này kia cái nọ, nhưng mà cũng không có chứng cứ để bắt được nó luôn, không có một cái bằng chứng nào mà để bắt được cái thằng đó, các bạn tin không, không có một bằng chứng nào luôn, mà con khách thằng đó vẫn còn quen con người mẫu luôn, vẫn còn một một con người mẫu rất nổi tiếng của Trung Quốc các bạn, rất nổi tiếng thời điểm đó nha, thời điểm đó rất nổi tiếng luôn. Thì sau một thời gian dài tầm một năm, người ta đấu tranh, công an người ta đấu tranh, người ta dựa vào cái lời cung của bà mẹ, thì bà mẹ mà kể đâu có cơ sở đâu, bà bảo là ma hiện hồn và báo cho bà đâu có cơ sở đó các bạn. Thì sau một năm người ta đấu tranh, người ta khai thác đủ thứ thì không có một cái kết quả gì, cái vụ án nó dường như đi vào bế tắc luôn. Vào buổi ngày đẹp trời, thì tôi kể các bạn nghe, vào một cái ngày đẹp trời nha, thì bà cúng kiến, bà bảo là con có linh thiêng á, để con về đây á, con cung cấp cái bằng chứng để cho công an người ta làm. Thì cái bữa đó là bà đang ngồi trong nhà, thì bà gặp một con chó hoài các bạn, bà gặp một con chó hoài đang tha một cái cục xương là mấy cái đầu ngón tay các bạn, mấy cái đầu ngón tay không biết là con chó này tha đâu các bạn, thì bà lụm cái đầu ngón tay vô đó, thì ngày mai lên bà cầm lên công an, thì công an xét nghiệm ADN cái này cũng vẫn là xương người, công an hỏi là ở đâu bà có, thì bà bảo là con chó nó tha vô trong trước nhà bà luôn. Mà bà kể rất là logic nha anh em, bà kể cái vụ án đó rất là logic, nhưng mà quan trọng người ta phải có chứng cứ, chứ còn không có chứng cứ thì làm sao mà ấy được. Thì mới mời cái thằng này lên, mới mời cái thằng này lên lật lại vụ án mười mấy năm, sau một năm điều tra nữa là cũng không có kết quả gì, mới mời là thằng này lên lên một lần nữa, thì mới xác định là thằng này bảo là cái ngày hôm đó là vợ đi mặc áo gì nó cũng không có nhớ, rồi nó nói lan man, nó bảo là bỏ nhà đi theo trai này kia kia nọ, lan man cũng không có một cái gì cả. Rồi thế là bắt đầu là bây giờ mới là giái tiếp, bây giờ mới cúng kiến này kia kia nọ, bảo là con cái linh thiêng con về con báo mộng biết ở chỗ nào để kiếm xác của con cho nó hoàn hoàn thiện hết. Thì bắt đầu là bữa đó bà nằm bà mơ thấy con gái bà bảo là cái tay nó quăng ở chỗ nào nè, cái chân nó quăng ở chỗ nào nè, mà công an người ta, anh em biết là công an người ta không có mê tín gì đâu, bên đó người ta đâu có mê tín gì đâu đó các bạn, nhưng cái bà này bà nói chính xác như thế là người ta mới dựa vào cái tình tiết đó, người ta mới đi kiếm rồi đi lượm lại, lượm được cái đầu, lượm được tay, lượm được chân, lượm được chi, cuối cùng là thiếu mất một cái chân các bạn, thiếu mất một cái chân bên phải, rồi toàn bộ thi thể là có hết, rồi ráp lại, bắt đầu là khởi tố vụ án lại các bạn, lật lại cái manh mối mà để bắt được nó là như là trong một cái lần cãi nhau, cái manh mối mà để bắt được nó là trong một cái lần cãi nhau là cái con bồ, cái con người mẫu này á, anh em hiểu không, đi tố ngược lại cái thằng này là cái thằng giết người đó, đó là cái manh mối mà để bắt được thằng đó, nhưng mà nó lên nó không nhận luôn, nó lên nó cũng không có nhận các bạn, hai tụi nó cãi quen nhau, hai tụi nó cãi nhau lên nó tố nhau, nhưng mà thằng này nó cũng không có nhận. Rồi sau một thời gian dài không biết lý do vì sao mà nó lên nó nhận, rồi nó kể lại toàn bộ câu chuyện như nó bị ám ảnh hay sao, mà có cái vụ án đó là dường như đi vào bế tắc rồi mười mấy năm trời đó. Mà vụ án đó là chưa có lời giải luôn, khoa học không chứng minh được luôn, khoa học anh em biết là nguyên một cái viện nghiên cứu khoa học ở bên Trung Quốc là nó có nghiên một cái viện nghiên cứu về mặt tâm linh, là nó mời bà này lên, nó mời cái bà mẹ lên, nó hiểu không, rồi nó
nó làm đủ trò đủ kiểu, gọi hồn gọi vong rồi nó làm lung tung lên ten hết, mà nó tét máy nói thật nói dối đồ, cuối cùng là những cái lời bà này là nó thật 100% luôn, nhưng mà không chứng minh được, không hiểu lý do vì sao mà bà này tìm được tất cả những cái mẫu xương của con gái bả mà nằm ở những cái vị trí cách xa hàng km này, mà không hiểu lý do vì sao, chính xác vị trí chính xác tới 100%, đúng kinh, mà không hiểu lý do vì sao mà con chó này biết không, con chó mà nó tha cái xương của con gái bả mà đi cả mấy chục cây số mà đi tới nhà bả đưa cho mấy cái đầu ngón tay, má cái vụ án đúng kinh luôn, bên Trung Quốc á có nhiều vụ án mà chưa có lời giải, anh em đọc anh em nghe cuốn á. Còn cái vụ đợt tôi đọc cái vụ bên Đài Loan, cái vụ con nhỏ người Canada, cảm ơn Hiếu nhiều, con nhỏ người Canada lấy chồng Đài Loan, cái vụ này nói chung là cũng không có lời giải luôn, nhưng mà nó cũng hơi ảo, cái vụ này không biết là nó có chế hay nó lỏ hay không, cái vụ này không biết nó có chế hay không, cái vụ này cũng hơi lỏ. Thì cái nhỏ này là nhỏ Canada lấy chồng Đài Loan các bạn, lấy chồng Đài Loan, thì thằng chồng nó là đầu tư một cái công ty gì gọi là đủ giống công ty là tài chính hay cái gì đó cũng chả biết, nó đầu tư nó thua lỗ quá các bạn, thì bắt đầu là nó về nó tự xử, tôi kể các bạn nghe các bạn hiểu đúng không, các bạn tự về nó làm thòng lọng nó tự xử đấy, tôi kể các bạn nghe các bạn tự hiểu nó làm gì đúng không. Rồi bắt đầu là con nhỏ này đi làm về thấy thằng chồng móc thòng lọng mất hồn, kêu người đưa xuống thì thấy là hổng rồi à, coi như là hổng không có gì hết trơn, cũng chả có gì hết để điều tra hết, công bên công an này kia cái nọ thì họ cũng chả có gì để điều tra hết đúng không. Thì mười mấy năm sau con nhỏ con gái lớn của cái con này các bạn, nó lớn lên rồi các bạn hiểu không, à, nó lấy chồng, thì cái bà này bả mới cũng đi lấy chồng khác, bà ở nhà khác, thì con nhỏ này ở cái nhà này nhưng mà khi mà nó chuyển về cái nhà này ở thì đêm nào nó cũng nghe giọng ba nó khóc hết trơn, đêm nào nó nghe giọng ba nó khóc, thì tôi bắt đầu nó mới không hiểu lý do vì gì nó cứ mướn thầy bà về cúng này kia cái nọ, nó cúng két kiểu nó điểu luôn, cũng không có ra một cái trò trống gì, cứ đêm là nó ngồi nghe, mà thằng chồng nó không nghe các bạn, thằng chồng nó không nghe, chỉ có nó nghe thôi, nó nghe giọng ba nó khóc, nó lên báo công an, nó lên nó báo công an thì công an người ta đâu có làm gì được, tự nhiên ngồi nghe như thế làm sao mà công an người ta làm được, đâu có cái căn cứ, đâu có lý do gì đâu mà làm các bạn. Lúc nào nó nghe ba nó bảo rồi con ơi ba chết oan này kia kia nọ, con ơi ba chết oan này kia kia nọ, nhưng mà đâu có lý do gì mà để điều tra các bạn. Rồi thế là nó mới quyết định là nó bán căn nhà này, thì cái ngày cuối cùng mà nó bán căn nhà này á là nó cúng ngày giỗ của ba nó, mà ngày giỗ ba nó cúng, thì nó kêu cảm ơn Hiếu nhiều nha ông nổ được, tôi ngồi tôi kể cho vui thôi bạn ơi, còn bạn nghe được nghe không nghe được thôi, chứ còn ngồi đang kể bạn bảo nổ nữa nghe có mất hứng nữa. Một buổi sáng rồi đúng ngồi nói chuyện với anh em mà cứ thôi ngồi kể chuyện khác đây anh em ơi, ngồi làm mất tuấn rồi. Tôi đang kể lại cho các bạn nghe những cái vụ án mà nó dường như là nó nằm trong cái hệ tâm linh, bạn hiểu không, nó không có lời giải mà giống như là nó thuộc dạng là bí ẩn á, bạn lên trên Google bạn search những vụ án không có lời giải nó ra thôi, chứ cần gì đâu mà bạn bảo tôi nổ đúng không. Lúc mình đang ngồi kể bạn bảo mình nổ được cái gì, mình nổ bạn mình được cái gì hả, mình ngồi bị ra những câu chuyện như này mình được cái gì, mình đọc hay là mình nghe mình coi mình ngồi mình kể lại cho các bạn nghe thôi, thực ra là nó những cái câu chuyện mà nó không nằm trong cái hệ khoa học. Bây giờ tôi hỏi các bạn cái câu chuyện mà cái con nhỏ đó nó bị đi mười mấy năm trời rồi, tại sao người ta điều tra ra, tại sao bà mẹ lại tìm được cái xác của con gái bạn. Vô tôi ngồi tôi kể bạn nghe bạn bảo thì ông nổ, thế là thôi chịu bạn luôn thôi. Ở trên lính tôi á, là nói thật với anh em là trên lính tôi á, các bạn đi lính các bạn biết là không được truyền bá những cái tin gọi là mê tín dị đoan, nhưng mà cái vụ án đó là nó cũng hay, vụ án đó con nhỏ đó cũng hay các bạn, con nhỏ đó cũng hay, con nhỏ đó nó ngồi nó kể theo kiểu phóng sự các bạn hiểu không, nó kể theo kiểu phóng sự là đêm nào nó ngầm nó nghe cha nó rồi nói hết trơn á. Thực ra là cái vụ án đó là cha nó là về báo mộng là cho nó, là bà đó là bà bỏ thuốc ngủ xong bà này kia kia nọ rồi bà dựng ra hiện trường giả, bà dựng ra hiện trường giả,
Cuối cùng là công an người ta điều tra mà không có một cái chứng cứ gì, cũng không bắt được bả luôn, không bắt được bả luôn anh em. Mà những cái lời kể của con nhỏ đối với công an á là độ chính xác là dường như là 100% luôn, các bạn tin không, nó dường như là chính xác 100% luôn. Sau khi mà kiểm tra lại thi thể sau một thời gian dài á, thì người ta xác định là trong cái xương của người người cha là có thuốc độc cho nó. Sau khi mà quật cái bộ lên á, các bạn tin không, sau khi quật cái bộ lên á là kiểm tra lại xét nghiệm á, là trong cái ống xương của người cha là có thuốc độc. Và ông cha ông hiện hồn về, ông kể lại cho con nhỏ đó tất cả mọi chuyện, mọi tình tiết luôn. Nhưng mà cuối cùng là không có một cái bằng chứng nào để bắt được con nhỏ này, để bắt được con vợ đó. Và con vợ bây giờ vẫn còn sống luôn, như là năm nay tám mấy tuổi rồi. Cái bộ chuyện đó tôi đọc năm 2013, chắc giờ nó đai rồi, vẫn còn sống nha anh em nha, vẫn còn sống luôn. Mà gớm chứ anh em. Khi mà con nhỏ này trình báo công an xong rồi, kể lại toàn bộ câu chuyện rồi, thì nó cúng cái bữa mà nó bắt đầu bán cái nhà, mà nó đi á, thì bắt đầu đêm đó nó ngủ ở cái nhà đó. Cuối cùng thì ông cha ông hiện về, ông mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho con nhỏ này nghe. Thì con nhỏ này nó mới lên công an, nó kể lại, nó bảo là phải điều tra lại cái vụ án mà cha nó bị như thế này thế kia. Thì bên công an họ không chịu làm. Thì con nhỏ này mất, kêu thằng chồng của nó, thằng chồng nó có mối quan hệ các bạn, thằng chồng nó mới á là có mối quan hệ bên phía chính quyền bên Trung Quốc, bên Đài Loan. Thì thằng chồng của con nhỏ này á là bắt đầu nhờ bên phía công an người ta khám nghiệm để tử thi. Thì khi mà đào lên cái mộ của ổng á, đào lên á, thì người ta thấy là trong ống xương của ổng là nó hiện lên màu đen. Thì tất nhiên là ổng đã bị đầu độc trước khi là như thế này đó. Thì công an mới lật lại vụ án, nhưng mà cuối cùng là cũng không có một cái bằng chứng nào để xác định là bà này là bả là người phạm tội. Và cái câu chuyện đó là bế tắc, bà vẫn còn sống luôn, bà vẫn còn sống nhưng bà không nhận là bà là người hại ông chồng. Nhưng con nhỏ này là nó xác định là mẹ nó là kẻ thù ác. Câu chuyện nó đi vào bế tắc luôn bạn, giờ báo đài rồi. Nói tôi kể cho anh em nghe thì anh em nghe được thì nghe, anh em bảo bóc phét, tôi bóc phét để làm cái gì? Câu chuyện này là câu chuyện là dường như là bí ẩn luôn các bạn. Anh em tin không, vật cái mộ lên nha. Vật cái mộ lên mà khi mà bên điều tra người ta không tin luôn. Ở bên điều tra bên cơ quan Đài Loan người ta điều tra người ta không tin luôn. Người ta khám nghiệm lại lần đầu tiên là có chất độc ở trong người. Qua lần thứ hai người ta vẫn làm lại một lần nữa, kết quả vẫn là có chất độc ở trong người. Là khi mà trước khi ông này mà bị này thế này là đã bị uống thuốc độc rồi. Anh em hiểu không? Không đủ chứng cứ và không đủ một cái điều gì để bắt bả cả. Mà con nhỏ này nó rất nổi tiếng, con nhỏ này nó sau này nó kể lại cái vụ đó mà bả già rồi. Cái lúc mà cái đoạn đó mà nó kể lên là bả vẫn còn sống luôn anh em, bả vẫn còn sống luôn. Bả vẫn còn sống luôn. Có những cái câu chuyện mà nó thuộc về cái hệ tâm linh, chúng ta nghe vui vẻ thôi, nghe 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 ngủ, nghe vui vẻ. Cái thời mà tôi đi bộ đội á, tôi kể các bạn nghe. Cái thời mà tôi đi bộ đội nha, tôi là rất sợ ma. Chứ không phải là sợ đâu, mà tôi không biết con ma là cái quái gì hết trơn, mà tôi rất sợ ma nha. Sự thật, ngồi đây nói thật lòng với các bạn luôn. Có bữa đêm mà tôi ghét ngoài rừng á, tôi ngồi mà tôi co rúm vào. Vì sợ đấy anh em, vì sợ đấy. Chứ thực ra là anh em nói là không phải không sợ đâu, mà tôi không biết con ma là con gì hết. Trong bộ đội mà thằng nào mà kể chuyện ma nè, thằng nào mà kể chuyện tầm bậy tầm bạ là truyền bá mê tín gì đó là coi chừng là bị kỷ luật. Thằng bạn thân của tôi luôn nha, thằng Tuấn nhân chứng sống luôn, nhân chứng sống luôn anh em. Thằng Tuấn ở Phú Yên á, thằng đó ở Krông Ba, Krông Bắc thì Phú Yên hay Gia Lai gì đấy, cái đó khu đó giáp ranh Phú Yên đúng không, Krông Ba, Krông Bắc gì đấy. Kể các bạn nghe, bữa đêm đó nó ghét về, nó ghét ở tôi, mấy câu chuyện này cũng nhạy cảm, tôi không nói địa điểm được. Thì sau bữa đêm đó nó ghét về các bạn, nó kêu tôi dậy, vì bởi vì tôi là bạn thân của nó mà anh em. Nó kêu tôi dậy, nó hỏi là Hoàng ơi, bữa sau bạn đi ghét với mình được không? Tôi hỏi ủa có chuyện gì Túng? Thôi tao mới vừa gặp ma. Xong tôi kêu đụng mày giỡn mày, bậy đồng bạ không, cái đời làm gì có ma quỷ mày, mấy nó bậy bạ. Kêu thật tao mới gặp, hỏi tội con ma nó thế nào, nói tao không nói cho mày được nhưng mà tao mới gặp rồi. Nó đứng gần tao luôn mà nó kể chuyện với tao luôn, mà tao ngồi tao sợ luôn mà không. Hỏi là nó kể mày chuyện gì,
Nó kể bảo là ngày xưa nó đi lính ở đây nè, rồi cuối cùng nó cãi lộn với bồ nó, rồi nó treo ở chỗ này luôn nè, nó treo ở trong cái chỗ mà thằng đó ngồi luôn. Mọi thấy mặt đó không? Kêu thấy rõ mặt đó luôn mà. Hỏi có nào nào giỡn cái mày không, chứ làm sao mà người ta ghét ở đó cả trăm lần rồi có ai thấy đâu mà tự nhiên một mình mày thấy. Thì bắt đầu là thằng này bảo là cái mặt nó là nó có một cái vết sẹo ngay chỗ cái đường này nè, ngay chỗ cái má này đấy, vết sẹo ngay chỗ cái má này, mặt nó tớp vô hai cái hông này, tớp vô này. Nó kể tôi ngồi dậy mà tôi cũng hỏi luôn các bạn. Nó kể tôi tưởng nó hù tôi, anh em tôi tưởng nó hù tôi. Mà bắt đầu ngày mai không, qua một tuần sau bắt đầu là thường thường là hai tụi tôi ghét không ghét chung với nhau. Ví dụ tôi ghét ca 12 giờ thì nó ghét ca từ 1 giờ tới 2 giờ, thì hai tụi tôi ghét chung là từ 12 giờ tới 2 giờ luôn. Thì một tuần sau khi mà đi ăn hàng rong các bạn, tôi kể bạn nghe. Bữa tôi ngồi tôi nghe mà tôi sợ luôn. Tôi đái luôn quần luôn anh em, mà tôi đái luôn á. Thật tôi đái luôn quần luôn anh em, tôi ngồi tôi nghe tôi đái luôn quần luôn. Bữa tôi ăn hàng rong trên đồi 14. Thì cái bà hàng rong đó là một bà già, bảy mấy tuổi rồi, thường thường là một bà trẻ đi bán cái này phải không? Đó, bà trẻ đi bán thì ngồi nói chuyện rất là vui. Thì bữa đó là bà già bà vác cái gà hàng rong bà vô bán. Thì tôi hỏi ủa sao bữa nay bà vô bán mà cô Liên đâu rồi, bà không đi vô bán. Bảo trời con gái cô bữa nay xuống bệnh viện Bình Định, bệnh 13 quân đội Bình Định khám gì đó. Hỏi ủa bà già cả rồi gánh cái hàng rong đi vô bán không mệt đó trời. Mệt gì đâu mệt bình thường. Xong rồi mà tôi hỏi bảo là ủa bà ơi, bà sống ở đây lâu nhiều lớp lính, con hỏi bà là ngày xưa giờ có thằng nào treo thòng lọng ở dưới đại lộ năm với chuồng heo không? Bảo có chứ, trời ơi cái thằng Tuấn thế nào nhà nó ở trên đất bơ Gia Lai vậy đâu. Xong tôi bảo bà nói thiệt nó giỡn vậy bà? Bảo trời ơi bà già gì mà bà giỡn với mày. Mày nói ủa mặt nó làm sao? Trời ơi cái mặt nó gì, mặt nó bị thằng người ta đánh nó có vết sẹo ngay bên đây nè đó, mà mặt nó tớp vô à. Trời ơi thằng đó nó thiếu bà ngày xưa 2 triệu mấy tiền hàng rong nó chưa trả mà. Trời ơi trời, tôi ngồi nghe xong tôi nói anh em ơi, tôi hoa luôn, mặt tôi tái mét luôn các bạn, muốn đái ra quần luôn. Mà tôi giờ bắt đầu tôi kể lại cho thằng Tuấn bạn tôi bảo là hồi nãy tao đi ra ăn rong tao hỏi là cái câu chuyện mày kể là có thật luôn. Xong nó kêu thật mà, cái bữa đó là tao kể cho mày là thật 100% mà. Tao nó đứng tao đứng trong cái trọng gọng gác đứng hoài nó nói chuyện với tao luôn mà. Nó nói mà tao trả lời nó kể lại là con bồ nó đi quen thằng này thằng kia rồi xong nó thòng lọng ở đó mà. Trời ơi mày tưởng tao nói giỡn hả? Trời ơi tối nay tôi ghé ca từ 12 giờ tới gì từ 1 giờ sáng cho tới 2 giờ sáng, nó cái ca từ 2 giờ sáng tới 3 giờ sáng, bắt đầu là vô tôi rủ thêm ra lên Iret ca soi thọ nữa, tôi cho mỗi thằng thêm 50.000 tôi thôi mày xuống mày vác cái tao luôn, 4 thằng ghét cho nó vui. Thằng cái ra lên Iret đó, ôi tưởng gì chứ anh vàng á cho em tiền em ghét tao mai luôn. Nói với mà không có tiền á thì sao, chứ có tiền vô em ở với anh tới mai luôn được. Bắt đầu ha muốn thêm ra lên Iret này, ca soi tọ nè, tôi với thằng Tuấn nè ghét ca từ sáng luôn, ghét tới 3 ca luôn, ghét 1 tháng trời dưới đó nè, mà tại vì thay đổi chỗ ghét liên tục mà. Trời ơi ghét xong 1 tháng trời mà tôi mừng má luôn, tôi mừng vãi đạn luôn anh em mà. Trời ơi, nhiều thằng lính nó ảo lắm các bạn. Còn tôi kể các bạn nghe, cái thằng kia đi ghét về ỉ nó quần luôn, ỉ nó quần luôn anh em, nó ỉ luôn. Tôi bắt đầu là tôi ghét ca là từ bữa đó tôi ghét ca từ 3 giờ tới 4 giờ sáng. Tôi cầm cái AK tôi ghét bên hông nè, tôi ngồi tôi bập tôi ngồi tôi ra tôi ngồi tôi bập. Mà trời bữa đó trăng sáng anh em, bữa đó trăng rằm nha, trăng sáng sáng trưng luôn, trời rất là sáng. Tôi ngồi tôi bập 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 thì tôi nhìn xuống cái chỗ mà cái bể nước các bạn, tôi nói, ủa có thằng nào ở dưới đó vậy mày, có thằng nào vậy? Lan mật khẩu bữa đó là lan, lan rừng bữa đó là lan rừng các bạn, là vì tôi kêu lan thì thằng đó phải kêu rừng các bạn. Tôi hỏi ủa thằng nào với bể nước vậy mày, đêm hôm mày vô bể nước làm gì đó? Lan 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 thì thằng quỷ đó nó kêu rừng rừng đó, là tôi biết là đồng chí đồng đội của mình các bạn hiểu không? Đấy thì giờ tôi đi xuống, tôi hỏi nửa đêm nửa hôm mày ra đây mày làm gì, giặt đồ ở đây mày, sao không để sáng mai giặt mày, mày tính hù ma tao cái gì? Chúng có đâu ông quèn à,
tôi mới yến quần. Hỏi mày, mày giỡn thiệt mày? Kêu thiệt. Hỏi sao mày yến quần? Kêu tôi gặp ma. Hỏi mày giỡn mặt cái mày ma quỷ gì mày, ma tao lên báo đầy đội rồi mà. Kêu trời ơi, tôi gặp tôi mới yến quần chứ nghĩ sao mà tôi yến quần. Hỏi mày gặp cái gì? Kêu trời ơi là trời, tôi gác ở trên chỗ ông đứng cái này, tôi gác ca từ 1 giờ tới 2 giờ mà bây giờ tôi mới dám, tôi nằm tôi suy nghĩ mà bây giờ tôi dám xuống giặt quần giả áo này. Nó đứng giữa chỗ cái cao này không à, ông tin không, nó cao 2 mét mà đứng nó nhảy tưng 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 gì, nó gặp mà nó ỉ quần luôn anh em à. Không biết nó kể thì hay kể láo nhưng mà cái quần nó cứt không à, kinh thiệt. Nó ngồi đi kể sao tôi nghe xong tôi cũng sợ bạn, tôi bảo mày thiệt giỡn mày. Chứ ông nghĩ sao mà tôi ỉ quần không nổi, tôi lớn gì mà lấy tôi ỉ quần. Xong nó bảo thì thôi ông nghe kể vui cho vui thôi, ngày mai ông đừng có nói với ai, sợ đại đội kỷ luật tôi, mai tôi kể cho nguyên đại đội tôi luôn. Mai tôi kể tôi qua đêm qua thằng Long nó gặp ma ỉ quần. Mai tôi kể nguyên đại đội luôn. Đại đội. Mai tôi kể xuống nhà ăn, xuống đây nhà ăn tôi ngồi tôi kể tôi bảo đi qua thằng Long gặp ma ỉ quần. Thôi thằng nào cũng cười, với lại mấy thằng đó tụi nó giỡn các bạn, mấy thằng mà mấy thằng quỷ đó nó tưởng tôi nó giỡn anh em, mấy thằng quỷ đó nó tưởng tôi nó giỡn. Ừ nó bảo rồi chắc tôi nó giỡn mà không thật, nó ngồi đi vậy, nó ngồi nó chạy cái quần nó mà thú in à, ngồi cứng hoa. Trời ơi, nhiều thằng nó cỡ ảo lắm, cho lính nhiều thằng nó ghê lắm anh em à. Tôi thì đi lính ngày xưa giờ tôi cũng gặp một lần ở dưới trường bắn quốc gia thì sân ba thôi, là một lần đó là không phải là ma quỷ mà thấy ba cái hiện tượng bậy bạ rồi lần như một thôi, còn mấy lần kia là tôi sợ là do mấy thằng quỷ kia lên nó kể nó bậy bạ rồi tôi mới sợ thôi. Một lần ở đồi 14 nữa, tôi kể các bạn nghe, cái đồi 14 á là nó có một cái giọng gác, là tiểu đội nào mà gác ở đồi 14 á là đi lên cho cái nhà xét giọng gác đó, nó xây sẵn cái nhà, là thằng nào mà ví dụ tiểu đội 1 đi đêm đó gác ở đồi 14 thì tất cả tiểu đội 1 là sau khi mà tới 9 giờ là đi bộ lên trên cái đồi đó, ngủ ở cái nhà đó. Rồi tới ca của thằng nào là đi ra gác, đốc gác. Đó, tôi kể anh em nghe. Tôi kể các bạn nghe. Nó chơi tôi anh em, mà nó chơi tôi chứ không phải là tôi gặp ma gì hết á. Thì sau khi mà lúc 1 giờ sáng là nó vô nó kêu tôi dậy gác. Thì tôi đi bộ ra ngoài giọng gác, tôi cầm cái AK lại cái băng cái bao xe tôi đeo vô. Tôi ra đâu gác xong rồi. Thì tôi vô tôi đốc gác, tôi vô lại tôi không thấy thằng nào hết đó các bạn. Quải đèn thì tôi vô lại tôi không thấy thằng nào luôn. Xong tôi nhìn, mà từ đồi 14 á giờ ở đơn vị tôi á là tầm 2 cây số các bạn. Tôi vô lại tôi không thấy thằng nào hết. Tôi la lên, ủa Tuấn ơi, Long ơi, tôi tìm vòng không thấy ai các bạn. Không thấy ai hết. Bắt đầu tôi lấy đèn pin tôi đi soi cái vòng không thấy thằng nào luôn. Đúng rồi, lúc đó còn một mình tôi anh em, mà trong anh em biết cái nhà đó nó tối thui luôn. Mà tôi thui luôn, có cái đèn pin tôi thôi. Tôi cái vòng mà tôi sợ. Má tôi ngồi mà tôi hồi hộp mà tôi sợ anh em. Tôi sợ anh em biết sợ gì không? Không có ma nhưng mà tôi sợ tôi gặp ma anh em à. Mà tôi ngồi tôi sợ các bạn. Tôi ngồi tôi đi qua đi lại tới đi lui. Tôi bảo có ai không? Có ai không? Trời anh em biết không? Gần nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ tôi đứng đâu có dám mà ra khỏi vòng gác đâu các bạn. Lỡ đâu thằng nào mà ở quầy đắc bơ chui vô là tôi bị kỷ luật sao? Tôi đứng cái vòng mà tôi sợ, người tôi nó lạnh. Chút xíu nữa nó đi vô, hai thằng đi vô trước. Tôi bực mình, tôi hỏi ủa tụi mày đâu vậy? Tao đi chơi gái. Ôi mày giấu mặt hả mày? Hả? Mày giấu mặt hả? Tới giờ gác của mày mà mày đi đâu? Xong cuối cùng 3-4 thằng kia đi vô nữa. Trời ơi là trời. Thiệt á, mấy thằng quỷ đó nó sợ ma anh em à. Trời ơi, nó đi xuống nhà cầu tiêu á là cách đó không 400 mét, nó ỉ ở xuống dãy đường xanh nó ỉ đó mà nó đi chung với nhau. Trời ơi, phải chờ ỉ xong nó mới đi về. Trời ơi là trời, nó bảo nó giỡn đồng chí là tụi tôi đi vệ sinh đi ỉ chứ chẳng lẽ ngồi ỉ ở đây mai đại đội gặp thì sao được. Trời ơi là trời, thì cái tụi mày đi ỉ mày phải nói với tao một tiếng chứ. Trời ơi, tôi ngồi đây một mình đâu, tôi muốn nghỉ trong quần ở đây luôn rồi. Anh nghĩ quá. Tấp mấy? WG tấp mấy ở chung cái thế giới đường này hả? À? Tất cả mọi thứ đều quyết định ở kỹ năng thôi.
Thực ra là ở cái vòng bảng này nó không có một yếu tố nào là may mắn cả. Bởi vì bắn 2 tuần mà các bạn. Bắn 2 tuần, bắn 4 ngày để chọn ra 12 đội vào chung kết. Bây giờ bạn hỏi tôi là anh nghĩ Watt top mấy? Thì tôi cũng nói là tôi nghĩ là Watt sẽ vào được trận chung kết. Tôi chỉ nghĩ như thế thôi. Đối với cái thực lực hiện tại. Mà chưa bao giờ có một cái lớp thế hệ nào mà tôi đặt niềm tin nhiều như thế này. Nhiều thế này. Mà tôi vẫn cổ vũ cho HUA và cả cái WZ. Cổ vũ cho Việt Nam. Chứ đừng có nói mà tôi cổ vũ riêng cho WZ, không có đâu. Kể cả HUA bắn tốt tôi vẫn cổ vũ cho HUA mà. Em Văn Sơn chào. Chào bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều. Chào anh em Văn Sơn. Vợ tôi bữa nay bà bị gì á, bà mua sô cô la nhiều ghê luôn á. Chắc muốn bà muốn hâm nóng tình yêu trước khi đi Brazil hay sao á. Tôi nghĩ là như thế anh em à. Mua sô cô la nhiều quá luôn anh em à. Chừng nào anh qua á, anh em spam nhiều quá, anh em đừng spam anh em ơi, anh em spam nhiều quá đọc không được không. 12 tôi qua Brazil các bạn. Làm thêm cô công chúa nữa anh ạ. À. Tôi năn nỉ bà hoài anh em mà năn nỉ hoài à. Bảo là thôi nhà lại có nếp có tẻ nó mới vui. Nó bảo là hai ông mà chưa đủ rồi, để thêm một ông nữa chắc nước sông luôn á. Thì đó, tôi sợ lòi thêm một ông nữa rồi thôi. Nếp tẻ đâu không thấy mà ra ba ông rồi thôi. Tam Nam Bắc Phú quậy bay banh nhà luôn. Có hai ông đi mà cái chỗ nhau cả ngày. Biết không? Đau đầu luôn. Mới chở đi siêu thị xong rồi cũng bắt mệt lắm anh em à. Trời ơi, bây giờ vậy cho sau này lớn lên nó thấy mệt mỏi nữa. Ngày xưa tôi làm sao chắc sau này nó vậy luôn. Quê anh ở đâu vậy? Quê tôi là, nếu mà gốc tôi á, gốc tôi là Quảng Nam. Gốc tôi là họ là mà cũng mất gốc rồi anh em à. Tôi sinh ra là ở huyện Ninh Phước, ở Từ Tâm, lớn lên ở thành phố Phan Rang các bạn. Nhưng mà gốc cái dòng họ tôi là ở ngoài Quảng Nam, ở Núi Thành. Nếu mà bạn hỏi tôi là có về mà thăm gốc gác, thật ra là cái đời mà đời không có tôi rồi. Chắc sau này đời con tôi cũng mất gốc luôn à, mất gốc hết rồi. Vô xứ này lập nghiệp rồi mất gốc. Chắc ông nội tôi chắc mà mất nữa là xong luôn á. Ông nội tôi giờ nằm một chỗ rồi. Nếu ông nội mất là xong luôn. Em ở Quảng Nam của Hòa Phạm này. À thế à. Thế à. Quê anh ở đâu? Núi Thành, Quảng Nam vậy. Núi Thành thôi em ơi. Núi Thành thôi. Anh không biết xã nào á. Xã nào á? Xã nào anh cũng không biết nữa. Cái lần mà cuối cùng anh về chắc có đây còn 4 năm mà. Giờ chắc cũng quên luôn rồi. Mất gốc rồi. Em ở Nghệ An, ở ngoài miền Trung Hòa Phạm nhiều lắm anh em à. Nhất là Quảng Nam là Hòa Phạm chắc nhiều nhất á. Quảng Nam Hòa Phạm nhiều đúng không? Nhiều nhất luôn. Hòa Phạm là ở Quảng Nam nè. Tức là ở miền Trung nhiều. Còn Hòa Nguyễn chắc ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều. Thức dữ vậy bác. Đó, bây giờ này mới 2 giờ. Thường thường xem phim đó 3 4 giờ sáng không. Ừ, Quảng Nam Hòa Phạm nhiều không? Quảng Nam Hòa Phạm nhiều cái. Cái người á, miền Trung của mình nó có một cái tật rất dễ mất lòng. Nhất là mấy người Quảng Nam hoặc là mấy người mà Huế rồi rất dễ mất lòng các bạn. Rất dễ mất lòng. Như tôi vậy. Ăn ngay nói thẳng. Cứ đâm sâu vào lòng người là mất lòng. Thôi chắc nó ngồi xong trận này là ốp luôn nha anh em nha. Xong trận này là tôi chắc tôi ngồi edit video các bạn. Ngày mai thì cũng không phải lịch live của mình. Cho nên là hôm nay cũng không phải lịch live của mình. Cho nên là mình live mình không thông báo gì cả. Lịch live của tớ thì thứ 6, 4, 6, 7, Nhật thì có như vậy thôi. Tuần hôm nay là tuần cuối cùng rồi, để chúng ta gặp nhau rồi. Thứ sáu tuần này chúng có thế giới. Thì mong rằng anh em mà bỏ thời gian 9 giờ tối. Giờ đó coi cũng ít chậu anh em à. 9 tối coi giỏi coi giải mà ngon. Tôi mong sao cho 1 2 sáng bắn luôn đi. Coi sướng.
Nếu mà chính như tôi bắn thì bên Brazil đó là anh em biết mấy giờ không? Chính như tôi bắn là bên Brazil là 12, 11 giờ trưa. Mỹ tường chào. Đúng bác bắt dở VL là sao bạn? Mình không hiểu. 11 giờ trưa bên Brazil anh em à. 11 giờ trưa bên Brazil. Tính ra anh em cũng thức khuya dữ rồi. Nè, nếu mà anh em thức khuya mà vì công việc hay vì một điều gì đó thì anh em nên đặt cho mình cái chu kỳ thức đi nha, chứ đừng có mà thức khuya theo kiểu mà hôm nay thức khuya rồi ngày mai không thức, như thế là không có được, anh em hiểu không? Như tôi đây, tôi sẽ thức dậy lúc tầm 2 giờ chiều, 3 giờ chiều và tôi ngủ lúc 5 giờ, lúc 6 giờ sáng đấy. Thì ngày nào tôi cũng làm như vậy, người ta gọi là giờ sinh học. Còn các bạn lâu lâu mà các bạn thức khuya là nó mệt mỏi trong người lắm á nha. Đó, tôi mong rằng thôi anh em nào đi học đi làm thì ngủ sớm. À đi làm á? À đi làm à? Hỏi làm được, làm ngồi nghe nói chuyện cũng vui. Nếu anh em nào đi làm rồi bật ngồi nghe nói chuyện cũng vui các bạn. Đi làm rồi ngồi nghe nói chuyện cũng cũng thú thú chiêu chiêu. Qua bắn test được 3 tấm 1 anh à. Bắn test thì đâu nói lên điều gì đâu em. Bắn test đâu có nói lên được về điều gì. Bắn là phải vào bản chính. Tâm lý sân khấu. Chung kết đợt này ở Brazil anh em biết bao nhiêu khán giả không? 12.000 khán giả. Quá kinh. Chung kết thế giới lần này á. 12.000 khán giả. Kinh thiệt. Em thức 2 giờ sáng tới 6 giờ 30 dậy quen rồi. Cái gì? Cái gì mà thức 2 sáng tới 6 giờ 30 dậy em nội? Một ngày anh em phải ngủ 4 tiếng. Nếu mà anh em nào mà không ngủ đủ 4 tiếng á là ảnh hưởng tới sức khỏe, hiểu không? Làm thì làm là một ngày phải đủ ngủ 4 tiếng mấy ông nội. Ước được bác chào chào người đẹp bị khung nhá. Chào bạn. Thôi anh em đừng chào nữa, anh em muốn hỏi gì anh em hỏi đi, nói chuyện cho vui thế anh em. Chào chào vậy. Khi vào giờ anh em thấy nó vui không? Tôi đi vai giờ tôi còn không chơi đâu em à. Bật lên ai ai, ai là gì vũ bù đánh này tôi không leo mà. Trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi, có nhiều bạn nữ giờ này còn thức luôn nọ. Ui. Ui tôi thấy nhiều bạn nữ giờ này còn thức luôn anh em à. Ui tôi thấy nhiều bạn nữ giờ này còn thức luôn anh em à. Ôi con gái anh em đừng có thức khuya mà. Không anh nói thật. Con gái đừng thức khuya. Con gái mà thức khuya á mà nhiều lần á, hay là thời gian và cái giờ sinh học mà nó bị thay đổi liên tục á là dễ bị bệnh lắm anh em à. Con gái dễ bị bệnh hơn đàn ông mấy lần á, không phải giỡn đâu. Ví dụ như đàn ông tụi anh thức khuya, tụi anh có bụng thì nó cũng không sao. Nhưng mà con gái mà thức khuya mà có bụng á là nó xấu. Con gái là phải gương mặt là phải chuẩn chỉnh, hiểu không? Cho nên là thôi đi ngủ sớm, phải lo cho khuôn mặt của mình sau này á, lấy chồng đại gia hiểu chưa, chứ chồng đại gia nó không có quen mấy con nhỏ mà xấu 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 đâu. Cũng bình thường mấy ơi, bậy bình thường nhá anh em con trai đi phân biệt với con gái, các bạn trai phân biệt với con gái. Tôi á, con gái cỡ nào tôi chịu cũng được. Tôi nói anh em, con gái mà xấu cỡ nào tôi cũng ok, tôi vẫn ok được. Cảm ơn bạn Trần Đức Nhật nha, cảm ơn bạn nhiều. Nhưng mà riêng con gái ấy nha, một là hôi nách, hai là không cạo lông nách là tôi sợ vãi đạn luôn. Thật. Tôi kể các bạn nghe. Cái chương trình gì mà nó giống như là hội thao, các bạn hiểu không? Hội thao trong trường ấy, anh hiểu không? Nó giống như hội thao vậy, là mặc cái đồ thể dục thì nó tự là giống như là cái đồ ba lỗ các bạn. Tôi đứng gần con nhỏ đó học ở lớp kế toán trường tư thục Phương Nam á, con nhỏ lớp kế toán. Trời ơi, tôi đứng gần con nhỏ đó mà nó hôi nách tôi chịu không nổi luôn. Mà tôi không nói các bạn,
mà bà đứng gần tôi nữa anh em, bà đứng gần tôi mà tôi nhìn qua bà tôi thấy chưa cả lông nách nữa, trời ơi là trời, tôi khủng hoảng luôn anh em, tôi khủng hoảng luôn, tôi sợ thà con cái mặt xấu cỡ nào cũng được, nhưng mà riêng mà cái khâu đó là thôi chị em chịu khó, bà nào mà cảm thấy mà không có tiền á tôi liên hệ với Gấu, cái Gấu cho 2-3 ngàn lại mua mấy giờ cho làm về cạo đi, nhìn nó ghê quá, nói thật chị em nào mà để lông nách nhìn nó ghê ghê. Thôi bữa nào mà chị em nào mà cảm thấy khổ quá thôi liên hệ với Gấu đi, cái Gấu cho 2-3 ngàn mua cho làm về cạo quái luôn anh em, sợ ám ảnh luôn. Ê tôi ám ảnh luôn anh em nha, tôi ám ảnh luôn á các bạn. Ừ thôi riêng bà vợ tôi nha, mà nha chỉ có một cọng lông nách thôi nha là thôi chịu khó luôn đi em, không có đâu. Ám ảnh luôn á mà. Lạy cụ tha con thật mà, không có thật mà anh em, nhìn nó gì vậy sao á, nhìn nó ghê ghê đi mà. Chị em ví dụ như là hồ đá đi mà cha em vỡ nợ giờ chán quá bác, cha em vỡ nợ thì nói chung là em buồn tí thôi, chứ thật ra đâu phải là em đâu mà đá chi mà nó ngồi gốc không em lại anh không không, cái này thật mà anh em, cái này thật. Chị em chú ý gì đó nha, chị em chú ý, đàn ông á là yêu qua đôi mắt, còn á con gái là yêu qua lỗ tai. Cảm ơn Linh xin gái nhiều nha, không này thật mà, đàn ông á là yêu qua đôi mắt. Nếu mà chị em á không cần mà gọi là phải xinh đẹp thước tha hay là nũng điệu đâu, chỉ cần chị em mà thơm tho thôi là 9/10, chỉ cần lúc nào trong người chị em mà thơm tho thôi là 9/10 là lụm. Anh hùng không bao giờ qua được ải mỹ nhân, tôi hứa các bạn luôn, ngang đời này và sau này nó vẫn thế. Cái câu đó nó không bao giờ sai luôn. Ngày xưa anh em biết là Đổng Trác và Lữ Bố, lý do vì sao mà cô Điêu Thuyền mà nó hạ gục cả hai người này không? Anh hùng không qua được ải mỹ nhân đâu, chị em chỉ cần mà thơm tho thôi, mặt với em xấu một tí thôi, chị em mà chỉ cần đứng gần cái thằng đó thôi là tôi đảm bảo là chị em đã hút hồn 6/10 điểm rồi, 6/10 điểm rồi, lời ăn tiếng nói 2 điểm nữa là 8. À, thật mà anh em, trời ơi, thật, tôi hứa với anh em luôn, những cái mối tình mà trước đây tôi trải qua không chắc với anh em là đẹp, nhưng mà khẳng định với các bạn là thơm. Thơm. Không có em nào mà không thơm hết. Đứng gần là thơm hết. Em nào cũng thơm. À. Bác ơi, quân đoàn Phạm Trung sẽ mất tiêu rồi. Đồ đó em hỏi anh cho anh biết trời. Còn 2 điểm nữa là gì? Còn 2 điểm nữa là bản chất. 2 điểm đó là sau này em có gia đình em mới biết được. Nha. Cứ em nào mà thơm không là đã có là 6 điểm rồi. À, lời ăn tiếng nói thêm 2 điểm nữa là 8. À, còn 2 điểm nữa nằm ở bản chất. Rồi tam tòng tứ đức. À, nên là thôi 2 điểm cuối thì chắc sau này mới biết. Làm điếu ra. À, chị Phương đây sao trời. Trời ơi, vợ tôi mà lúc mà thời mà bà chưa biết TikTok á, chưa biết mà FB á nha, là 9:30 là bà đã ngủ rồi. Không bao giờ mà ngủ qua 9:30. Dạo gần đây bà có cái review phim gì á, bà biết chơi FB, bà coi cái review phim gì tới 10 giờ là bà ngủ rồi anh em ơi. Làm gì có chuyện qua 10 giờ đó, 10 giờ là bà ngủ rồi. Mấy chém Củ Chi chào anh nha. Ok chào bạn mấy chém Củ Chi nha. Quân đoàn Phạm Trung Hoàng sẽ mất rồi. Không biết bạn ơi, cái đó mình chịu anh em à, mình chịu, cái đó mình đâu quan tâm đâu các bạn. Sọt không bác? Không không. Bà coi cái review phim gì mấy thằng Trung Quốc á, mấy thằng chuyên gia bà coi mấy cái phim gì chủ tịch giả nghèo là một nè, rồi mấy thằng Mỹ Nam Nhân cái gì bị mất trí nhớ rồi sau này thành vườn quân gì có tuyệt chiêu khả năng skin gì đấy tùm lum, coi mấy cái đó hoài đúng xàm luôn á, thật. Bà coi mấy cái đó thấy mà lúc nào cũng đúng một cái nội dung một, lúc nào cũng đúng một cái nội dung một mà cũng coi có được. Rồi đầu tiên á, thằng đó làm gì bá chủ điện Kim Linh, điện cổng trời, có mẹ cũng chả biết.
rồi bắt đầu sau đó là bắt đầu mất trí nhớ rồi quen con vợ bị bỏ rồi bị khinh thường bị miệt thị rồi cái thằng kia nó quay ngược về tương lai rồi lụm được mấy cái đá quý rồi tùm lum á. Bà coi gì bà coi cái đó không? Ừ. Bà không có coi tôi coi review phim Mỹ là phim hành động rồi nó hay. Còn ba riêng ba chuyên gia bà coi phim tàu nha, phim tàu á nha, mà mấy thằng trai mấy thằng nào mà mấy thằng mà gọi là trai đẹp bà coi nha, còn xấu bà không coi. Bà thích vậy, bà ngồi bà coi mà cái nội dung đó nó cứ xoay xoay qua xoay lại hoài thôi anh em à. Ngươi là cái gì, ngươi là ai, ngươi là một cái thằng vô danh tiểu tốt mà tại sao ngươi được vào cái điện này hả, ngươi có ngươi hãy cút đi đấy, cứ vòng 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 như vậy mà tôi ngồi tôi lướt nó đúng xàm. Bà, anh em biết lý do vì sao tôi biết không? Cái đợt rồi đó là bay qua bên Indonesia, đợt rồi bay qua Indo là gần mười mấy tiếng đồng hồ đúng không? Thì bà bảo tôi là tải phim để lên máy bay cho bà coi, tải phim sẵn anh em. Thì bà ngồi, tôi lựa mấy cái phim như là phim hành động của Mỹ, rồi phim mấy phim giang hồ đồ, rất nhiều phim, phim tình cảm Hàn Quốc đồ, bà không coi. Bà bảo là ông cứ tải mấy cái phim phim tàu vậy tôi coi, phim nào mà có gì chủ tịch giả nghèo rồi rồi chủ tịch giả vờ ăn cướp và cái kết rồi tùm lum lá đó. Bà coi mấy phim đó mà tôi coi tôi thấy xàm. Buổi trước tôi coi tôi bảo em coi mấy cái này hoài em không thấy xàm à. Suốt ngày nó cứ cái kịch bản này nó cứ viết đi viết lại hoài mà em muốn coi. Chứ ông này ông quái rồi, sở thích của người ta mà. Bà không có lướt sọt đâu, bà không có lướt sọt đồ gì đâu đây mà, bà chỉ có coi phim review thôi. Nên chọn đại học hay đi lính? Thật ra đại học thì em nên chọn hay không thì đó là quyền của em thôi, còn đi lính là bắt buộc nha em nha. Đi lính là nghĩa vụ, nghĩa vụ gì đó là bắt buộc, làm sao em có quyền lựa chọn em? Không có quyền lựa chọn nha em nha, lính là không có quyền lựa chọn, nhà nước gọi em phải đi thôi. Cuộc đời con trai nó chỉ có hai cái nghĩa vụ, một là nghĩa vụ đóng thuế, hai là nghĩa vụ quân sự. Con gái thì chỉ có một nghĩa vụ thôi, đó là nghĩa vụ thế. Về Cam Ranh chơi đi bác. Ở Cam Ranh tôi có nhiều bạn lắm. Cam Ranh tôi có một thằng bạn thân ở trên Đồng Lát á. Thằng đó là ngày xưa nó chuyên gia chở quả đậu tôi á. Được rồi chở heo như là nó đụng người ta xong đi tù 2 năm rồi. Ở Đồng Lát á. Cái đường lên Đồng Lát. Thằng Hon ở Đồng Lát. Tôi cũng có mấy ông anh về Cam Ranh đó anh em à. Nhiều. Em nay 21 tuổi rồi vẫn chưa có giấy ông bà độ gì á. Chưa em ơi, chưa đấy. Tới ngày là gọi bây giờ đó chứ em lo gì đâu. Tới ngày là gọi lính rồi gọi chứ thiếu quân là đi hết em ơi. Bác ơi, em mới chia tay xong thì làm sao em quên được hả bác? Nếu mà em có tiền thì em sẽ đi đi trải nghiệm những cái thứ mát mẻ trong cuộc đời này ha. Còn nếu mà em không có tiền thì em cứ nằm yên một chỗ em khóc đi ha. Em khóc khi nào mà nó hết buồn là nó sẽ hết thôi. Tại vì Thượng Đế sinh ra đàn ông của chúng ta là nó có một cái thói quen rất là kỳ. Đó là lụy tình, rất khó quên được người yêu cũ khi mà mới chia tay. Đàn ông mình nó như thế rồi, nằm ở bản chất rồi. Người ta giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời. Bây giờ anh có khuyên em cách nào cũng không được, mà anh cũng cho em cái lời giải thế nào cũng không được. Bài toán nó không có giải được em à. Nên anh chịu, em đi hỏi người khác đi. Còn nếu là anh mà anh chia tay á, thì anh sẽ có đủ. Thời mà anh còn trẻ, anh chia tay lúc mà anh có tiền á, thì anh sẽ làm đủ trò đủ kiểu hết. Anh đi chỗ này, đi chỗ kia, đi lung tung. Về Mika vô quán em chơi. Ủa, mày ở Mika khê khê ơi. Mày ở Mika mà ở chỗ nào vậy mày? Mày biết nhà ông Trọng không? Mày biết ông nhà ông Trọng mua gỗ không? Trọng cục á, mua gỗ không? Ông đó là ông bác của anh á. Ông bác mua gỗ, ông bác qua ngoài đời thôi. Chắc là nhà... Ủa, sorry, Mika không phải. Ủa, Mika không phải. Mika là không phải. Mika là Cam Ranh đi ra một tí. Mika không phải, ngay ngã ba sân bay đi ra một tí. Tôi tưởng là ở trong kia, ở trong khúc này, trong Mika thì không phải. Nhà ông Trọng ở trong khúc này. Anh chỉ em cách tán gái cá tính đi. Mỗi người con gái á, nó sẽ có một cách yêu riêng, không ai giống ai được. Có người con gái thì họ thích á, là những cái thằng mà đua xe, những cái thằng nghịch ngợm. Có người con gái lại thích những người đàn ông chững chạc. Có người con gái lại thích là những người đàn ông lắm tiền. Cũng có những người con gái lại thích những người đàn ông đẹp trai. Cho nên là để mà chỉ một thằng nào mà lên mạng bảo là
chỉ cách cua gái mà một cách chính xác á, thì dường như là không có mà chỉ bốc phét thôi. Các bạn đừng có nghe cái thằng lờ nào trên mạng mà bảo là ừ tao sẽ chỉ mày cách tán gái, không có đâu. Và bạn phải hiểu được cái con nhỏ đó nó thích gì và nó cần điều gì, bạn mới cua được nó. Giống như bạn muốn bắt một con cá rô thì nó thích mồi dung, con cá mạch thì nó lại thích mồi khác. Mỗi con cá nó sẽ có một cái mồi khác nhau. Quan trọng là phải nghiên cứu cái mồi nó nằm ở chỗ nào. Chứ đừng có lên mạng mà hỏi tôi là bác chỉ cách tán gái cá tính đi. Bây giờ bạn thích con nhỏ đó thì việc đầu tiên bạn phải tìm hiểu được là nó thích điều gì cái đã. Nó thích cái điều gì. Và bạn phải làm vừa lòng nó. Nhưng mà cái con đường ngắn nhất mà đi đến trái tim của người phụ nữ là đi ngang qua bao tử. Rủ đi ăn coi nó ok không. Nếu nó ok thì nó có một chút gì đó cảm tình thì nó mới ok. Chứ không có con ngu nào mà trên đời này mà vẫn đi ăn với một cái thằng mà nó rất là ghét cả. Khi mà là con gái mà nó ghét một người nào rồi thì nó ghét cay ghét đắng luôn. Nó ghét con trai là nó ghét cay ghét đắng, mà nó ghét con gái nữa thì thôi thì cả đời nó không bao giờ vào mặt luôn. Nó thật luôn. Anh em tin tôi đi. Con gái mà ra ghét con gái rồi thì thôi thôi. Nó đi nói xấu nhau suốt ngày anh em à, anh em tin tôi. Trời ơi. Ngày xưa trong lớp tôi có bốn con bạn thân, thân thiệt là thân luôn các bạn, thân thiệt là thân luôn. Đấy. Nhưng mà cuối cùng là sao á, nó yêu thằng này, nó yêu thằng kia, nó yêu mấy thằng trong lớp, nó yêu loạn xạ, yêu lung tung nữa. Trời ơi, cuối cùng nó cãi nhau rồi đó. Nó đi nói xấu nhau từ lưa đó. Bây giờ anh em tin không? 18 năm trời rồi. Mà khi mà họp lớp á, cảm ơn Thanh Trân thằng Mong Trái Tim em. Khi mà họp lớp á, có mày có tao. Có mày là không có tao, còn có tao thì không có mày. Đấy, ghê gớm tới mức độ đó các bạn. Cho nên là con gái mà nó ghét rồi thù dai lắm. Từ từ cái đi em ơi, từ từ cái. Bót không nữa. Bót hơi nhiều. Sao bác tán được cô Phương vậy? Trời ơi, thì bác có tài chứ còn gì nữa mà. Anh em hỏi gì kỳ. Anh có tài, anh không có tán được cô Phương. Chứ làm sao anh có tài, anh không có tán được cô Phương. Bây giờ cô Phương bán bánh canh ở chợ Đồng. Thì bây giờ anh Gấu muốn tán một con nhỏ bán bánh canh thì anh Gấu phải đi ăn bánh canh, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ muốn tán con nhỏ bánh canh anh em đi ăn bánh ú, làm sao được? Đấy, cứ sáng sớm ra nó bán bánh canh thì mình ra mình ngồi ăn bánh canh, mình ngồi mình nói dốc với nó. Đó, bữa nào mà nó ế thì anh em vớt cho nó 10 tô, 20 tô. Đó, thế thôi. Quen con nhỏ bánh canh đỡ, anh em quen chúng mấy nhỏ bánh bao nó khô ăn uống nước chết luôn. Thế thì ngồi cứ chọc qua chọc lại. Cứ rồi ngồi ăn bánh canh thì khen ngon. Trời ơi bánh canh ngon chưa trời. Bánh cá dầm ngon chưa trời. Chả cá ngon chưa trời. Đó cứ vậy thôi. Ủa rồi bạn này có bồ chưa? Ông quỷ ông hỏi gì trời. Từ ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi. Tới ngày nào đó nó sẽ trả lời thôi. Nếu mà nó trả lời nó chưa có thì chắc chắn nó có cảm tình với bạn rồi. Thì giống như anh tán cô Phương thôi. Thì ngày nào cũng hỏi tới. Ủa ăn xong tôi bánh canh tính tiền xong. Ủa hỏi thật bạn có bồ chưa? Ông quỷ nào xong hỏi chi trời. Ngày mai cũng vậy. Bạn có bồ chưa? Trời ơi sao ông quỷ nào hoài trời. Tới một ngày nào đó nó sẽ. Tôi chưa có bồ đâu mà ông hỏi. Ông cũng không phải là một hạng người mà tôi thích đâu. Mặt ông thì xấu quắc mà ai đâu thích ông. Đó. Lúc đó là thấy dục hôm rồi. Lúc đó là chắc nó có cảm tình với mình rồi. Thì bắt đầu là mình ăn bánh canh. Canh giờ coi khi nào mà em ấy dọn về. Thường thường 5 giờ chiều tối nay có làm gì không? Đi uống ly sinh tố. Thôi ông ơi. Ông tính gạ tôi hay gì? Qua ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy. Mưa dầm thấm lâu. Thì chiêu của Tào Tháo để lại các bạn. Thế làm sao mà xảy được. Lần đầu tiên vẫn đi ăn dĩ cơm gà. Lần thứ hai đi ăn dĩ cơm sườn. Lần thứ ba nằm cái giường ăn xúc xích. Thế thôi. Xảy được sao mà xảy được anh em? Xảy được. Mấy Gấu rồi lúc mà quen chị Phương rồi trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Kinh nghiệm đầy người các bạn. Tâm 85 là bạn anh ạ. Tâm Idol á. Đúng rồi bạn anh. Đó bạn anh. Vậy luôn hả bác? Chứ sao trời? Mà tính ra là cũng 8 tháng á. Cũng 8 tháng là mới dẫn ba được ăn đi ăn dĩa cơm gà. Dẫn chợ búa chứ mà tính ra cũng 8 tháng mới dẫn được đi ăn dĩa cơm gà. Ăn quà chợ lớn á. Ăn dĩa cơm gà uống ly rau má. Thì nói thật với anh em luôn chứ có gì giờ này có cái việc ai ngại đâu. Nói cũng nói với anh em thì anh em hỏi tôi trả lời thôi chứ. Tôi cũng đâu ngại đâu mà chia sẻ những cái câu chuyện đó các bạn. Thế thôi. Bắt đầu là lần đầu tiên ba hỏi. Ủa ngày xưa giờ tôi hỏi thiệt ông có quen ai không? Tôi bảo trời ơi anh em biết rồi. Làm gì ngày xưa giờ có quen được ai đâu.
Em là người đầu tiên đâu có gì phá gì cừ chim 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 rồi xong rồi khi cua xong rồi bắt đầu mới lấy cảm tình của người nhà nữa chứ nhiều giai đoạn lắm anh em à. Nhưng mà tình yêu tuổi trẻ thì nó trải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn khao khát, giai đoạn thứ hai nó sẽ giai đoạn chiếm đoạt, ở giai đoạn thứ ba nó là sẽ là giai đoạn chán nản, giai đoạn thứ tư nó sẽ là giai đoạn chia tay đó. Đó là bốn giai đoạn mà khả năng cao thì 90% những cái bạn trẻ bây giờ ở một mối tình phải trải qua. Nếu mà bạn trải qua được cái giai đoạn chia tay á thì bạn sẽ đến với một cái bước ngọt khác, nó không còn là giai đoạn của tình yêu nữa mà nó sẽ là má đắm mồ, rồi đắm mồ của hôn nhân, đắm mồ của tình yêu là hôn nhân đấy, hôn nhân. Vua quán xứ nẩu nha bác là sao? Vua quán xứ nẩu là sao? Mình không hiểu bạn, mình không hiểu quán xứ nẩu là sao. Em thấy ông nư em quát luôn, ăn bánh canh thay cơm luôn. Ăn bánh canh thay cơm luôn mà anh em. Ủa trời, ô trọ ngày xưa là ăn bánh canh thay cơm luôn anh em à. Nói chung là ngày nào ăn bánh canh luôn, ăn bánh canh mà khi nào mà nhìn bánh canh muốn ói luôn rồi. Mà bữa nào mà không, mà mình ăn một tháng trời rồi mình chọc con nhỏ đó, ví dụ anh em chọc con nhỏ bánh bao đi, anh em ăn một tháng trời rồi mà bữa đó anh em không vô đi, nó buồn. Ừ nó buồn anh em à. Đúng giờ đúng mà con người nó có một cái thuộc tính, rồi thuộc tính quán tính. Thuộc tính quán tính là như thế nào? Ví dụ 12 giờ trưa anh em ăn một cái món đó, cảm ơn một quốc kim minh nha. Anh gấu này lại bên này tới giờ này luôn á, anh ngồi nói chuyện với anh em thôi. Cái thuộc tính quán tính, ví dụ là anh em ăn 12 giờ trưa anh mua, anh em vô mua cái bánh bao. Qua ngày mai lại đúng 12 giờ trưa anh em vào ăn cái bánh bao. Qua 10 ngày mai lại đúng 12 giờ trưa vào ăn một cái bánh bao. Thì một tháng trời như vậy, đúng giờ như vậy thì nó sẽ làm ra một thuộc tính quán tính. Là đúng 12 giờ trưa nhỏ đó nó sẽ chờ đợi bạn tới mua bánh bao. Anh em tin không? Đấy. Một ngày nào đó anh em không vào mua bánh bao theo cái quán tính đó thì con nhỏ đó nó sẽ nhớ bạn. À nó không nhớ nhiều thì nó cũng vẫn nhớ ít, nó bảo ủa sao hôm nay thì ông này không thấy mua bánh bao ta, hay là ông đang ăn bánh ú con nào rồi. Cô gái là phải nghiên cứu cái này, phải nghiên cứu cái này hiểu không, lì mà nghiên cứu nữa hả, nghiên cứu chỉ cách lấy lòng mẹ vợ đi. Thì thật ra là tôi thì tôi cũng không biết cách lấy lòng mẹ vợ thế nào, tại vì cha vợ tôi mới là người khó tính. Chứ mẹ vợ tôi thì bà cũng làm chả bán bánh canh, thì bà cũng 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 tôi cũng ít tiếp xúc và nói chuyện, rồi tôi nói chuyện với cha vợ tôi thôi đó, cha vợ tôi mới khó lấy lòng, chứ còn mẹ vợ thì tôi cũng không biết. Cha vợ ok là ok hết, mà quan trọng các bạn xác định ai là trụ cột gia đình đó. Nếu mà cha vợ là trụ cột gia đình thì anh em chỉ cần lấy lòng cha vợ thôi, chứ còn nếu mà mẹ vợ là trụ cột gia đình thì anh em phải lấy lòng mẹ vợ. Rồi tôi hơn một cái là cha vợ tôi là sao đen đỏ mạt, giang hồ hai chế độ, cũng dễ lấy lòng. Không, cái này là mấy cái kiến thức căn bản, nhưng mà chọc gái anh em phải nhớ, phải nhớ. Một là tuyệt chiêu là mưa dầm thấm lâu, cái bông hoa càng đẹp á thì càng có nhiều người muốn sở hữu, mà cua lại càng khó. Làm gì làm, cố gắng, đừng có từ bỏ dù một cái cơ hội nhỏ nhất, cứ nghe anh đi. Càng quyết tâm là càng dễ thắng. Đến một ngày nào đó sự chân thành của em sẽ được đền đáp.